Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa tất cả các chư vị đồng tu trên toàn thế giới đang có mặt tại chân dung ngày hôm nay. Pháp Bảo Liệm vô cùng là vi diệu, không thể nghĩ bàn. Nó đã được chứng minh qua những buổi thực tập Bảo Liệm vừa qua. Chúng con thấy là cái số người tham gia càng ngày càng đông, nhất là cái số người mà đăng ký để được lão cư sĩ Diệu Âm Hồ Liệm. Bây giờ trong danh sách của chúng con đã lên đến hơn 200 người rồi. Chứng tỏ rằng là niềm tin vào Phật Pháp, vào Pháp môn Hồ Liệm, niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh của đại chúng ngày càng tăng trưởng. Chúng con là những người tổ chức rất là được khích lệ, vô cùng là cảm ơn đến sự có mặt tham gia của các chư vị. Xin các chư vị cho mặt tràng có tay thật lớn để thành tâm để chúc mừng cho cái sự thành tựu này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà không có pháp môn Hồ Liệm thì đối với hàng phàm phu tội chướng sâu nặng như chúng ta, hàng Phật tử tại gia lại còn sinh vào cái thời đại ngày nay thì sự giải thoát có thể nói là vô phương. Cũng rất may cho chúng ta mà gặp được chánh pháp Phật, gặp được pháp môn niệm Phật Hồ Liệm vô cùng vi diệu, mà chỉ trong thời gian ngắn hơn chục năm trở lại về đây mới có cái hiện tượng vô cùng là vi diệu như vậy. Một cái hiện tượng này làm cho tất cả những ai mà quan tâm đến đạo Phật cũng phải ngỡ ngàng, không tin không được. Một cái hiện tượng mà số người ra đi để lại thoại tướng vô cùng là tốt đẹp. Không phải là 100 người, không phải là 1000 người, mà tính đến nay là hàng vạn người rồi. Mà cái số người được vãng sanh, số người mà để ra đi được cái thoại tướng này càng ngày càng tăng. Có thể nói là hàng ngày đều có những người được thành tựu như vậy. Vậy thì làm sao mà để được sự thành tựu như vậy? Tất cả là do những người ra đi đã thực hiện được chính xác lời Phật dạy, lời Tổ dạy ngay trong cái lúc xả bỏ báo thân. Tức là ngay trong lúc tắt hơi mà niềm tin vào Phật Pháp, niềm tin vào lời Phật dạy, niềm tin vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, niềm tin vào sự cứu độ của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật.
của chính người đó vẫn vững vàng, không chao đảo. Sức nguyện vẫn tha thiết để mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sức nguyện phải mãnh liệt, và chính người đó vẫn còn tỉnh táo, không sợ sệt, không khủng bố, không bị khủng bố, không phân đo. Trong tâm vẫn niệm được danh hiệu A-di-đà Phật rõ rõ ràng ràng, thì người đó mới được thành tựu. Vậy thì nhờ đâu mà những người này giữ được cái chánh niệm này? Nếu mà chúng ta không gặp được những chân thiện tri thức hướng dẫn cụ thể chính xác, lại còn luôn ở bên cạnh để động viên, hỗ trợ, khuyến tấn, giúp đỡ họ, nhờ đó họ mới làm được cái chánh niệm này. Vậy con xin hỏi các chư vị, ai là chân thiện tri thức? Có phải là các ban hộ niệm Như Lý, Như Pháp là chân thiện tri thức hay không? Có phải là các ban hộ niệm là nhân chứng rõ ràng cho pháp môn hộ niệm nhiệm màu này hay không? Đây có thể là đây, để mà có được những ban hộ niệm như vậy, chúng ta là nhờ ở đâu? Có phải là nhờ chư tôn thiền đức, lịch đại tôn sư của chư tôn đại đức tăng ni, các vị chân tu đã hướng dẫn chỉ dạy chúng ta, là nhờ tổ tiên ông bà chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp tích công lũy đức mới có được cơ hội này? Và chúng ta cũng không thể không kể đến một người có công không nhỏ trong việc dày công nghiên cứu, phổ biến, chỉ điểm chính xác, tỉ mỉ, rõ ràng cho chúng ta. Đó là lão cư sĩ Diệu Âm, có đúng không vậy các chư vị? Kính xin các chư vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn công đức của tổ tiên, của lịch đại tôn sư, của chư tôn thiền đức tăng ni, của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Và bên cạnh những thành tựu đó, chính chúng ta cũng phải công nhận rằng còn có rất nhiều sơ suất. Có thể nói là không có ca hộ niệm nào là không có sơ suất. Còn lấy từ bản thân của chính chúng con mà nói ra cái sự thật này, không biết là các chư vị và các ban hộ niệm có đồng ý như vậy không? Cho nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hơn, cùng nhau đoàn kết hơn, hỗ trợ cho nhau để cùng nhau tiến bộ. Mà muốn được biết được những cái điều sơ suất như thế nào, thì chúng con xin cung kính, cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi, là vì chúng con, để tiếp tục hướng dẫn chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ bây giờ thì chúng con xin cung kính, cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, lão cư sĩ Diệu Âm cùng đại chúng cầu niệm Phật, cầu gia bị. Chúng con xin cung kính, cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khởi niệm. A Di Đà Phật. 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 Dạ, chúng con xin cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi lại tiếp tục vì hàng phàm phu tổ chứng sâu dày của chúng con mà hướng dẫn chúng con.
để một đời này chúng con hòng tránh đi được những cái sơ suất, để một đời này chúng con làm sao mà đến cuối đời được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Một đời này muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tự mỗi người chúng ta phải xác định cái đường đi cho vững. Vì hôm nay chỉ biết là thành khẩn cầu mong chư vị trong cái đường Zoom này hãy nhớ đường đi cho vững. Có nghĩa là khi mình chọn con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi thì mong chư vị nên mở các kinh Phật nói về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc lạc ra mình nghiên cứu, thì mình sẽ phát hiện ra là kinh nào Phật cũng nhắc nhở tín nguyện hạnh, không bằng hình thức này cũng bằng hình thức khác. Như vậy thì cái đường tín nguyện hạnh vững vàng thì tất cả chúng ta vững vàng vãng sanh. Đường tín nguyện hạnh không vững vàng thì đường vãng sanh chúng ta lỏng lẻo vô cùng. Chính vì thế mà nãy nghe Bác Đạt nói là làm sao giúp cho đại chúng được vững vàng. Một đời này vãng sanh thì xin chư vị phải tự mình vững vàng và tự mình coi lại thực sự là cái tâm ý của mình có vững vàng đi về Tây Phương hay không. Dám đưa ra những ví dụ như có nhiều người thường hay nói rằng là cái nghiệp chướng của tôi nặng quá, không phá trừ nghiệp chướng thì làm sao mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Dâm trả lời đúng cho không sai, nhưng mà vững thì không vững. Kỳ lạ như vậy. Tại vì chư vị mà đọc trong kinh Địa Tạng thì hiểu rằng là Phật nói đến cái thời này rồi, chúng sanh khởi tâm làm một cái việc gì cũng tạo nghiệp hết. Lạ lắm chứ vậy. Tạo nghiệp tức là còn nghiệp. Còn nghiệp mà tạo nghiệp thì cái nghiệp đó nó còn nhiều hơn nữa. Cái nghiệp ác mà nhiều thì quá tệ rồi. Cái nghiệp thiện mà nhiều, nhiều khi cũng là một vấn đề chúng ta phải cẩn thận. Vì một đời mà chúng ta cứ chăm chú làm việc thiện, giống như là chúng ta thường nghe Hòa Thượng nói là phải đoàn ác tu thiện. Thế là chúng ta chăm chú vào vấn đề tu thiện. Thì khi mà bỏ nhiều công sức vào cái việc tu thiện thì cái thiện nghiệp chúng ta sẽ lớn. Và cái chúng tử về thiện nghiệp nó sẽ là cái nghiệp lớn nhất trong tâm chúng ta. Nếu trong lúc xả bỏ báo thân mà tâm chúng ta nghĩ về điều thiện đó thì Ngài Tỉnh Am nhắc nhở rằng cái nghiệp thiện của chư vị lớn nó sẽ lôi chư vị vào trong ba đường thiện. Mà đã vào trong ba đường thiện thì
vấn đề xuất ly sáu đường không còn nữa. Chứ vị thấy rõ rệt không? Như vậy thì việc thiện chúng ta làm là điều tốt. Nhưng mà xin thưa với chư vị, phải nhớ là lời Ấn Tổ đã dạy: từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng giữ tâm mình trong câu A-di-đà Phật. Nếu mà chư vị làm việc thiện mà nhớ được cái điểm này thì chư vị mới hiểu rõ rệt là cái điểm chính là người niệm Phật gọi là hạnh đấy. Vững vàng và cái niềm vui vẻ đi về Tây Phương, giống như là ngày hôm qua chúng ta trong cái buổi thực tập hộ niệm, dòng thấy có rất nhiều đạo tràng mới tham gia, mà phát hiện ra là những đứa cháu nhỏ trẻ hai mấy tuổi cũng xin phát tâm là ghi tên để mà đi vãng sanh. Rõ ràng, dòng thấy rõ ràng. Và dòng chuyển cái chuyện mà ghi tên thực tập hộ niệm thành ra vấn đề là chư vị ghi danh để đi về Tây Phương, mình chuyển liền. Tại vì không nên ghi danh với Diệu Âm mà ghi danh với A-di-đà Phật. Mà ghi danh với A-di-đà Phật là chư vị phải luôn luôn gìn giữ niềm tin. Bắt đầu từ đây cho đến ngày mình vãng sanh, đừng nên soi mòn cái niềm tin. Chư vị phải nuôi dưỡng cái nguyện vãng sanh, phải nguyện vãng sanh tha thiết từ ngày giờ này cho đến khi mình nằm trên giường bệnh chuẩn bị tắt hơi để ra đi. Và chư vị phải củng cố cái sức niệm của mình, tức là nói như Ấn Tổ là từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, hãy cố gắng tranh thủ mà niệm Phật. Nếu mà chư vị làm được như vậy thì cái chúng tử vãng sanh về Tây Phương của chư vị mạnh mẽ. Có nghĩa là cái nghiệp nặng nhất của chư vị là nghiệp vãng sanh. Thì khi mà nằm xuống rồi, cái nghiệp nào mạnh nhất nó ứng hiện ra, mình sẽ trở về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta sới báo rằng là cái nghiệp chúng ta lớn quá, bây giờ chú tâm làm sao đoạn cái nghiệp đó, diệt cái nghiệp đó, thì vô tình cái tâm ý gọi là diệt nghiệp tận nghiệp nó mạnh quá, quá mạnh, lấn áp tất cả những cái ý niệm khác. Thì đến lúc mà mình ngã một cơn bệnh thì mình sẽ tự nhiên gọi là cái nghiệp thức của mình ứng hiện ra. Tại sao nghiệp chúng ta nặng như vậy? Bây giờ làm sao tiêu nghiệp đây? Đến cái lúc mà mình không ngờ rằng là vừa mới nói như vậy, ngày đó, hôm sau hoặc là một vài ngày sau mình ra đi mất. Trong lúc ra đi mà mình còn nghĩ tới nghiệp, mà mình tìm cách diệt nghiệp, thì nhất định những cái nghiệp nào đó trong cái a lại gia thức của mình, thiện hay ác, vô ký hay là bất cứ một cái gì, hiện nghiệp hay là quá khứ nghiệp, không biết, ứng lên. Xin thưa với chư vị, chúng ta đành phải theo nghiệp rồi. Chính vì thế mà Ngài Tỉnh Am Đại Sư có một lần Ngài quỳ xuống mà nói với đại chúng. Chư vị biết là một vị tổ sư mà Ngài quỳ xuống nói với đại chúng, nói chư vị ơi, sanh tử sự đại, hãy mau mau dùng tín nguyện sâu niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy rõ rệt không? Chư vị nghe những vị tổ người nói tại sao các lúc đó Ngài nói là chư vị ơi, nghiệp của chư vị lớn quá. Ngài không nói là chư vị ơi, nghiệp của chư vị lớn quá, phải mau mau đoạn nghiệp.
diệt nghiệp để mà trở về Tây Phương. Nếu mà Ngài nói như vậy thì sợ rằng là Ngài khó cứu được một người nào. Nhưng mà Ngài nói chư vị ơi, sanh tử lớn lắm đấy, phải mau mau dùng tín vững vàng, nguyện tha thiết để niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà Ngài nói Ngài quỳ xuống mà dòng lệ của Ngài rơi lá chả. Vì Ngài biết rằng là với cái nghiệp của chúng sanh trong thời này, nó chất chồng từ trong vô lượng kiếp tới bây giờ, nhất là hàng phàm phu của chúng ta. Nếu mà chúng ta tìm cách đối đầu với cái nghiệp, chúng ta đối không nổi, đối đầu không nổi. Có một lần dâm qua bên Mỹ thì Hòa Thượng Trí Đức Ngài nói một câu mà dâm nhớ mãi thôi. Ngài là một vị tu thiền luôn luôn kiết thất, luôn luôn là ở trong thiền thất. Sau này Ngài chuyển qua niệm Phật, luôn luôn Ngài kiết thất niệm Phật. Ngài nói muốn diệt được nghiệp thì chư vị hãy tưởng tượng cái khối nghiệp chúng ta nó giống như một khối đá, nó cao là 16.000 thước, nó rộng là 16.000 thước, nó dài là 16.000 thước. Tức là Ngài nói một khối đá nó vuông vức một gia tùng. Và cái chúng ta tu hành trong cái thời này giống như là, và nhiều thời khác cũng giống như là một người cố gắng cầm cái khăn lông, cứ ngày ngày kiên trì mà lâu qua lâu lại, trà lên trà xuống, trà cho đến khi nào mà cái khối đá đó nó mòn đi, nó tiêu, nó phẳng dưới đất đó, thì lúc đó chúng ta gọi là nghiệp sợ tình không. Ngài đưa ra một ví dụ mà dẫm nhớ mãi thôi. Chính vì vậy cho nên Ngài mới quyết tâm là trở về niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cho Ngài không dám đi con đường gọi là diệt nghiệp nữa. Đây là vị Hòa Thượng. Và Ngài nói, thực ra là Ngài chiếu trong kinh nói, cái nghiệp chúng ta nó nặng quá, làm không được. Chính vì thế mà nếu chúng ta sơ ý đi con đường phá nghiệp, thì xin thưa chư vị, nó khi mà chúng ta đối đầu với nghiệp, thì thường thường cái nghiệp nó ứng hiện trong tâm chúng ta. Nghiệp nào cũng là nghiệp cả. Hòa Thượng Tịnh Không nói, nghiệp ác cũng là nghiệp, mà nghiệp thiện cũng là nghiệp. Đến lúc chư vị ra đi mà nghiệp thiện ứng hiện, thì chư vị phải theo nghiệp thiện mà thọ sanh trong ba đường, gọi là ba đường thiện. Ngài khuyên chúng ta hãy đi tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp có nghĩa là sao? Là chúng ta phải tu thiện nghiệp, nhưng mà chúng ta không giữ lại trong thiện nghiệp, mà chúng ta phải rời cái thiện nghiệp ra để mà chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chư vị sẽ đi con đường gọi là tịnh nghiệp. Thì dự âm nói rõ ràng dễ dàng hơn cho chư vị, việc thiện nào cần làm chúng ta cứ làm, có duyên làm thiện chư vị phải làm thiện, nhất định phải làm thiện. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng là làm thiện như vậy là đủ, mà chúng ta đem tất các việc thiện này hồi hướng gửi về Tây Phương Cực Lạc, rồi chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta tu đường tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là gì? Là chúng ta sẽ trở về cảnh giới Tây Phương tịnh độ với A Di Đà Phật để mà mình vãng sanh, đơn giản. Chính vì thế mà xin kính thưa quý vị, trong mấy ngày qua thì có nhiều ban hộ niệm điện thoại tới dự âm, hỏi rằng là có một vị kia làm thiện làm lành nhiều lắm, nhưng mà bây giờ vị đó mời ban hộ niệm chúng tôi tới hộ niệm, nhưng mà khi đưa ra cái quy định nào trong cái pháp hộ niệm thì cái gia đình vị đó nói chúng tôi biết hết trơn rồi, không cần nói nữa. Mà kiếm đi kiếm lại thì gia đình đó không chịu làm, rồi mới hỏi ông bây giờ làm sao. Tôi hỏi cái chuyện gì không chịu làm, thì các vị đó nói là ví dụ như là chúng tôi dặn gia đình là khi bắt đầu hộ niệm rồi thì đừng nên tiếp xúc với bạn bè nhiều quá, đừng nên ngày ngày mà ngồi bàn luận với bà con thân nhân mà những người không biết đạo nhiều quá, không tốt.
Thì các vị đó nói rằng là hộ niệm là hộ niệm, nhưng mà cái cuộc đời chúng tôi phải có tình cảm. Làm sao lại bắt chúng tôi không nói chuyện với bạn bè? Mà rõ rệt thì khi mà hỏi ra thì từ sáng đến chiều cứ tiếp bạn bè này với bạn bè nọ. Và hỏi thử là trong lúc tiếp chuyện như vậy bạn bè đang nói chuyện gì? Rõ ràng người ta đâu có biết hộ niệm. Người ta nói làm gì có cái chuyện vãng sanh. Người ta luôn luôn nói những lời mà cản trở con đường vãng sanh của người đó mà không hay. Rồi có những cái chuyện khác người ta nói mình đi về Tây Phương lại bỏ thế gian này. Bây giờ mình chưa đi về Tây Phương, mình ở thế gian này, mình phải làm việc của thế gian chứ. Làm sao mình lại đóng cửa không tiếp xúc người ta, rồi người ta phê phán mình như thế này, phê phán mình như thế nọ, thì làm sao mình là một người xứng đáng trong xã hội? Đã đưa ra cái vấn đề đó nữa. Thì ông nói là nếu mà những vị đó đến cái lúc mà còn phải ra đi rồi mà không quyết lòng ra đi, thì tất cả những cái gọi là cái ơn nghĩa phải chẳng của thế gian, nó là một sợi dây lồi tối, nó có cái chân mình lại, nó còng cái tay mình lại, nó kéo mình đã trở lại trong cái thế giới này. Tức là mình thì mình muốn về Tây Phương, nhưng mà những cái nhân, những cái nghĩa, những cái phải, những cái trái, những người đồng tu không biết bản thân cũng kéo như thường, phải không chứ vậy? Rồi những bạn bè của mình vẫn kéo như thường, rồi những cái tập tục của thế gian vẫn kéo như thường, như là tất cả hàng vạn cái mối dây nó kéo mình lại. Liệu rằng là cái ý nguyện vãng sanh của mình có thực hiện được hay không? Các cụ các bác hãy suy nghĩ kỹ đi, thực hiện được hay không? Ban hộ niệm thì có mấy người, 5-6 người, ở trong nước thì có ban hộ niệm mấy chục người, ở nước ngoài ban hộ niệm nhiều cái 10 người, lâu lâu mới tới nói một lần. Trong khi thế gian này thì trùng trùng điệp điệp ra ngoài shop đi chợ đi đủ thứ hết trơn, đều có những người lôi kéo mình lại hết, thì làm sao mà mình địch được? Làm sao mà mình địch được với cái lực lượng hùng hậu đó đi? Như vậy thì bây giờ mình trở lại vấn đề tín, bác tín chưa, tin tưởng chưa? Tin tưởng, tin tưởng thì nghe lời Phật dạy. Tha thiết vãng sanh tha thiết chưa? Nếu tôi tha thiết, tha thiết mà tại sao những cái mối dây lồi tối đó mình không biết gỡ ra, tự mình không biết buông ra để mà nhẹ gánh mà đi? Tại sao bao nhiêu cái tư tưởng bên ngoài đang ngăn che, đang cố gắng là bế quẹo mất cái con đường vãng sanh chúng ta để trở lại trong lục đạo luân hồi, chúng ta không biết né ra? Các quý vị có hiểu không? Tại vì nên nhớ rằng là sau khi nói chuyện với những người hàng xóm đấy, những người không biết tu đốc, hình như là cái tâm đạo của mình nó xuống dốc một cách rõ rệt. Hình như là đường về Tây Phương của mình nó nhợt nhạt đi vô cùng. Hình như cái niềm tin của mình nó bị gặm nhấm xuống. Và hôm qua mình niệm được 1 tiếng đồng hồ, hôm nay mình niệm chưa có 30 phút là mình thấy mệt rồi. Xin chư vị phải nhớ là muốn vãng sanh hay không thì tự mình phải làm sao bảo vệ. Bảo vệ, điểm thứ nhất là bảo vệ gì? Bảo vệ cái tín tâm của mình vững vàng. Nếu biết rằng là mình là phàm phu, Phật đã nói rõ rằng là người phàm phu thì cái tâm này vô thường vô cùng, đúng không chư vị? Vô thường dữ lắm. Lúc lên trên Zoom này khi nói chuyện hộ niệm thì mình vui vẻ vô cùng, khi xuống cái Zoom rồi thì người kia nói, trời ơi, đang vui vẻ trên này không chịu đi cine, không chịu đi chơi, không chịu đi thăm chỗ này chỗ nọ cho vui, lại cứ ngồi nếu niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, làm gì mà tu, cái kiểu gì mà tiêu cực như vậy? Tự nhiên cái tâm mình thối chuyển liền, mình bắt đầu đi business này business nọ để mà tìm cái vui của thế gian. Rõ rệt, chỉ cần một lời nói thôi mà mình đã xuống tâm rồi. Thì xin chư vị làm sao chư vị gọi là tín tâm vững vàng được? Như vậy mất vãng sanh ở đâu đây các cụ?
Các cụ hiểu rõ không? Ở cái chỗ là mình tâm đã yếu rồi mà không chịu bảo vệ cái niềm tin của mình, lại tự động lăn xả ra, gọi là thử thách với chúng sanh, thử thách với nghiệp chướng, thử thách với những cái của cái tư tưởng đang rào ngăn chặn lối không cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vô tình mình yếu quá mà mình không biết đi con đường yếu, là tìm cách đi một số người quyết lòng vãng sanh bao vây mình, lại nhắc nhớ mình từng ngày để cái mỗi ngày mỗi tín tâm, mỗi ngày mỗi vững, thì làm sao mình có cơ hội vãng sanh Tây Phương. Rồi nói bây giờ nguyện vãng sanh, tôi nguyện vãng sanh tha thiết lắm, tha thiết làm sao mà mình đang bệnh, khi bác sĩ nói rằng là bệnh này là cái bệnh mình phải tiêu rồi, bao nhiêu người hồ niệm tới nói làm cho cái tâm hồn của mình vững vàng vui vẻ. Vô tình vừa mới vui vẻ được một tiếng đồng hồ, sau đó gặp một đứa con, một đứa cháu, một người thân, một người bạn, nói làm gì cái chuyện mà cứ nằm đó mà chờ chết, tại sao tiêu cực như vậy, con ca con kiến con rùa con muỗi nó cũng muốn sống, tại sao mình cứ cầu chết là cầu làm sao, còn nước còn tắc chứ. Thế là mình buông cái nguyện vãng sanh xuống, nguyện tìm sao cho hết bệnh, A Di Đà Phật, cho con được hết bệnh, cho con được hết đau lưng, cho con được hết mỏi cổ, cho con được thoát được cái áp nặng này. Xin chư vị khi mà khấn cầu nguyện hết bệnh đó, cái sự tha thiết vãng sanh nó nằm ở đâu rồi? Mất rồi phải không? Mất nguyện vãng sanh thì hiểu rõ rằng là ta đang niệm Phật mà niệm dở, ta đang niệm Phật mà niệm cho vui, ta đang niệm Phật để tìm chút phước nào đó thôi, chứ làm sao mà gọi là chí thành niệm Phật. Vô tình ba là một mà một là ba. Mong chư vị hiểu được như vậy mới nói là muốn thực sự vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ về với tự xốt lại mình cái nhân nghĩa lễ nghĩa phải chẳng của thế gian, lúc mà sắp sửa buông hơi thở này, già yếu rồi, chư vị có thực sự mạnh mẽ buông xuống hay không? Thì mới nói tới chuyện vãng sanh. Còn mới đằng chư vị là vãng sanh làm một chuyện, còn cái chuyện lễ nghĩa phải chẳng tôi phải làm, thì chư vị cứ làm đi. Ban hộ niệm cũng đành chịu thua. Chính vì thế mà khi các ban hộ niệm hỏi là gia đình không chịu theo cái quy luật gì hết trơn, bây giờ tôi làm sao đây? Giờ cũng đành nói cái đấy tùy chư vị. Chư vị mà quyết tâm hộ niệm thì cái là cái tâm từ bi tốt, nhưng mà chư vị thấy rằng là không cách nào cứu chữa được, mình thấy việc làm của mình con vô, thì chư vị có thể quyết định ngưng hay không ngưng tùy theo chư vị. Dự âm này cũng buông tay, tại vì gặp dự âm trong trường hợp đó, dự âm cũng đành buông tay. Tại vì xin nhớ cho kỹ, một người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải chính người đó thực hiện đầy đủ tâm chỉ của pháp môn niệm Phật. Người đó thực sự phải có niềm tin vững bạc, người đó phải thực sự tha thiết chán chê cái cõi đời này để mà trở về Tây Phương thành đạo, người đó phải thực sự chí thành nhiếp tâm lại niệm câu A Di Đà Phật. Người đó mà không làm, chúng ta chịu thua. Trong hai vấn đề đó, chư tổ luôn luôn đề cao đến tín tâm và nguyện tâm. Nếu chư vị tín tâm vững, nguyện tha thiết mà cái nghiệp của mình nó nặng nề vô cùng, nó làm cho mình đau hoàng hoại, xin thưa với chư vị, nhờ cái tín tâm và nguyện tâm này nó làm cái tâm lực của chính cái mình nó mạnh lên thì chính cái tâm lực này nó vượt qua nghiệp lực. Cho nên chư tổ nói là nghiệp lực mà thua cái nguyên lực, thua cái tâm lực, thì nhờ cái tâm lực này mà chư vị vượt qua nghiệp lực một cách tự nhiên để trở về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà cái tâm lực mình mạnh lên, chư vị còn nên nhớ là cảm ứng đạo giao với đại nguyện của Đức A Di Đà. Ngài gia trì cho chư vị một cái hiện tượng, một người ung thư đến cái giai đoạn đó, người ta đã quan ngoại,
Nhưng mà một người, có những người cũng đau ung thư như vậy, nhưng lúc người ta không cần uống thuốc nữa, quyết tâm. Nhờ cái gọi là cái tâm lực mạnh mẽ như vậy mà người ta không than một tiếng, không rên một câu, mà người ta lại niệm Phật và mỉm cười ra đi. Tại sao vậy? Tại nhờ tâm lực này mà cảm ứng với nguyện lực của Đức A Di Đà. Vô tình chúng ta vượt qua nghiệp lực, mà theo cái nguyện mạnh mẽ của mình trở về Tây Phương. Trở về Tây Phương thì chúng ta thành đạo, mà còn ở lại đây dẫu cho ra đi thân tướng như thế nào vẫn còn chìm trong sáu đường không thoát được. Mong chư vị hiểu được như vậy. Mỗi ngày chúng ta nhắc nhở nhau một chút, hãy vững tâm vững chí mà đi, phải biết buông những cái gì cần buông để trở về Tây Phương Cực Lạc nhé. Chư vị có đồng ý không? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là biết ơn lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn chúng con để một đời này vững vàng được niềm tin, để một đời này biết được những cái sơ suất của mình lên tránh ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này, ngay từ khi còn trẻ, ngay từ khi còn khỏe đã phải thực hiện rồi, phải làm cho từ bây giờ thì đến lúc lâm chung, đến lúc xả bỏ bỏ thân mới có thể làm được. Chúng con vô cùng là biết ơn lão cư sĩ Diệu Âm. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã cầu chi hướng dẫn chúng con. Và chúng con cũng xin hứa với lão cư sĩ Diệu Âm là sẽ cố gắng cùng nhau đoàn kết, cùng nhau để lan truyền những cái lời hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm, cũng chính là lời của Phật, lời của Tổ, để mà làm cho được chính xác ngay từ bây giờ, chân quý thực hành để một đời này cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được tràn trề. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ thì như thường lệ đã đến chương trình vấn đáp, thì chúng con kính mong tất cả các chư vị đồng tu đừng có ngần ngại, xin các chư vị hãy mạnh dạn đưa ra những câu hỏi của mình, đưa ra những thắc mắc của mình, đưa ra những cái sơ suất của mình, của bạn mình, làm kinh nghiệm cho tất cả các chư vị đều có mặt ở đây, và đều ai cũng thấy được những cái kinh nghiệm này để một đời này hòng tránh đi được những sơ suất này. Nên là chúng con tha thiết đề nghị tất cả các chư vị hãy cùng với chúng con mạnh dạn đưa ra những cái thắc mắc của mình, và cũng xin tất cả các chư vị hãy hỏi một câu hỏi thật là ngắn gọn, thật là xúc tích, nếu có thể thì xin các chư vị hãy ghi ra giấy trước và chúng con sẽ chuyển camera đến các chư vị để các chư vị đọc cái câu hỏi của mình, để dành thời gian nhiều nhất mà lão cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn cho chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ bây giờ thì con xin chuyển đến anh Minh Hoàng. Nhờ anh Minh Hoàng sẽ chuyển các câu hỏi đến cho các chư vị đồng tu. Và xin anh Minh Hoàng nhớ là nhắc các chư vị nào mà có câu hỏi từ cái trang Zoom mà bữa trước mà chúng ta vì thời gian mà chưa hỏi được, thì xin các chư vị có mặt ở ngày hôm nay ở đây hay không, nếu có thì sẽ ưu tiên những câu hỏi này cho các chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ con có cái danh sách từ Zoom trước, nhưng mà con có tìm thì thấy cô hình như là bị trục trặc kỹ thuật. Thì bây giờ trong danh sách thì có 4 người. Có cô Minh Sự, tức là Windows 7, chị Diệu Tâm, cô Diệu Thành và chị Phương Trang. Thì để đợi cô Minh Sự, cô Windows 7 quay lại, thì bây giờ xin mời chị Diệu Tâm
Chị Diệu Tâm, anh Minh Thành có câu hỏi đầu tiên ạ. Mời chị Diệu Tâm ạ. Chào sư Diệu Âm, chào sư tỷ Kim Ngọc và tất cả các chư vị đồng tu. Con có một câu hỏi hỏi dùng cho một người bạn đồng tu của mình. Xin lỗi sư phụ, có nghe thấy con nói không ạ? Nghe. Nghe rõ lắm. Có một cụ đã lớn tuổi, được bệnh viện trả về được 3 hôm. Cách đấy 2 hôm thì cụ có được một người con gái từ nước ngoài về giảng giải cho cụ về pháp môn hộ niệm. Và cụ đã biết được niệm câu A-di-đà Phật ngày hôm qua và cầu nguyện vãng sanh. Những người con của cụ đều chí tâm chí thành đồng ý mời ban hộ niệm và cùng với gia đình để hộ niệm vãng sanh cho cụ. Nếu nói về nhân duyên thì cụ đã tạo đầy đủ để có nhân duyên để trợ duyên cho cụ để trở về với Tây Phương Cực Lạc, niệm câu A-di-đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Nó có một câu chuyện muốn xin phép sư phụ. Vợ của cụ ngày hôm nay là ngày thứ bảy, là tuần thất đầu tiên. Người con gái của cụ bay về Việt Nam không phải dành cho cụ là chương trình đầu tiên, mà muốn về để khuyên mẹ mình niệm Phật, hộ niệm vãng sanh. Nhưng người con gái này hiểu biết một chút về pháp môn hộ niệm, cho nên sự giải quyết đã không được như ý, tức là đã mời ban hộ niệm trước khi bàn gia đình. Cho nên khi trưởng ban hộ niệm đến nhà có khuyên giải thì gặp một cái trở ngại từ phía người con trưởng là không đồng ý mời ban hộ niệm. Và người ban hộ niệm nói rằng là muốn ban hộ niệm đến thì rất là mong là người con trai cả và gia đình đến đạo tràng để thỉnh cầu đạo tràng đến. Thế nhưng mà người con trai không làm. Rất đáng tiếc, ngày hôm sau người mẹ đó đã ra đi. Và cái sự ra đi này thì người chồng đã đang làm bệnh viện không hề biết. Và sau khi tang lễ xong thì người bố đưa về, sức khỏe hiện tại rất yếu. Sáng nay con có nhìn một tấm video gửi sang, con nhìn thấy cụ tay chỉ còn đủ sức cầm bức ảnh A-di-đà Phật, niệm câu A-di-đà Phật và nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với tâm trí thành. Nhưng nó có một câu chuyện rằng khi cụ về, cụ có hỏi là mẹ mày đâu, thì mọi người đã che tất cả những cái gì mà thuộc về tang lễ ngày hôm ấy và nói với cụ rằng mẹ con đi làm việc bởi vì mẹ con đang ốm. Và cụ bây giờ thì hoàn toàn đã được bổ duyên con cái, người con trai cả sau khi sự ra đi của mẹ mình đã rất ân hận, và bây giờ cả gia đình đồng tâm lại phóng sanh làm phúc đức làm lành niệm Phật cho bố và mẹ cầu nguyện vãng sanh, và đồng ý, người con trai cả đồng ý để mời đến để thỉnh cầu ban hộ niệm đến hộ niệm cho mẹ mình. Nhưng người sức khỏe của người bố rất là yếu, nếu bây giờ nói với mà trong cuộc sống, tuy rằng ông đã gần ngoài 90 nhưng cuộc sống ông bà rất là yêu thương nhau. Và hàng ngày sau khi niệm Phật, ông đều hỏi là sức khỏe của mẹ mẹ thế nào và như thế nào. Nhưng mà người gia đình không dám nói, bởi vì sợ nếu nói ra ông sẽ đột tử ngay bởi vì sức khỏe ông rất là yếu. Nhưng nếu không nói ra mà trong lòng của ông vẫn cứ, tức là trong lòng vẫn còn nghĩ đến người vợ, thì có ảnh hưởng gì đến vấn đề vãng sanh không ạ? Xin sư phụ cho gia đình một câu xin trả lời ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa là câu chuyện này thực sự có tin mà tin không vững, có làm mà làm không trọn, có hộ niệm mà hộ niệm không tới nơi, cho nên có cái nhiều sơ suất vô cùng. Ví dụ như người con trưởng mà không có đồng ý mời ban hộ niệm, đây cũng là một điều mà trở ngại. Cho nên chư vị thấy rõ rệt là người trong nhà mà không biết đạo thường thường là cái chướng ngại cho người ra đi. Chính vì thế mà Dòm đang tọa đàm giảng cuốn sách là để hiếu thóp hành đúng, mà mong cho tất cả gia đình loan ra mà nghe. Mà Dòm đến nay còn có mấy hôm nữa là phải đi qua Âu Châu rồi, gặp chị Hà rồi, gặp Minh Thành rồi, không còn kịp nữa. Mà xin thưa với chị, về một quyển sách nhỏ nhỏ thế này chỉ nói hộ niệm hai chữ thôi mà Dòm
đã nói rồi, bây giờ nói lại, suốt một năm qua mỗi ngày mỗi nói, bây giờ nói gần một năm rồi nó cũng chưa hết. Và cái hiện tượng này xảy ra là do tại vì người nói rằng là hiếu hộ niệm nhưng mà không chịu nghiên cứu kỹ. Chứ nếu nghiên cứu kỹ thì không bao giờ để cho người mẹ của mình gần tới 90 tuổi rồi mới tính cái chuyện hộ niệm. Đã sai lầm vô cùng. Nếu mà tính trước từ cái lúc mình hiểu như vậy là chuẩn bị lo, chuẩn bị bàn với gia đình từ 10 năm trước, 5 năm trước, 7 năm trước, 4 năm trước rồi, thì những cái chuyện mà rối rắm này có thể giải quyết được. Theo như mà bác Diệu Tâm nói như vậy thì trong nhà người anh cũng có tin, người em cũng có tin đó. Nhưng mà tại sao giải quyết không được? Tại vì không chịu sắp xếp, không chịu chuẩn bị trước, đến lúc cuối cùng rồi chuẩn bị làm sao kịp nữa đây. Chứ vì thấy không? Giả sử như người mẹ này đang trong cơn yếu như vậy mà người mẹ có niềm tin nữa, đây là một điều rất dễ giải quyết. Mà tại sao không giải quyết không được? Là tại vì cứ chờ cho đến khi cuối cùng rồi mới tính chuyện kêu ban hộ niệm. Làm cho cái người thì có người đồng ý, có người không đồng ý. Mà giả sử như cả gia đình đồng ý hết trơn, ban hộ niệm đến, ban hộ niệm đến đưa ra những quy luật, có nhiều cái quy luật mình hoàn toàn không biết gì cả. Xin thưa với chư vị, ví dụ như trong cái câu chuyện này có cái chuyện mà ông cụ thì đang nằm trên bệnh viện, ông cụ cũng cầm cái hình Phật để mà niệm Phật, nhưng mà chúng ta không cho ông cụ biết, chứng tỏ rằng là chính cái gia đình đó cũng chưa có vững về hộ niệm. Chứ nếu mà đã vững hộ niệm thì bàn tán với nhau để cho chi, để tất cả những cái gì phải rõ ràng hết. Một người mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà chỉ cần thương con nhớ cái mất phần vãng sanh. Hai vợ chồng đều muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhưng mà thiêu yêu thương quá chừng rồi, khi mà vợ ra đi mà chồng buồn, chồng tức tưới thì chồng âu sầu gì đó, rõ ràng người vợ cũng bị níu kéo mà ông chồng bụng cũng bị trói buộc luôn. Bất các ái bất ly ta bà, không buông tình ái xuống không thể nào trở về Tây Phương Cực Lạc được. Chứ vị có thấy không? Ở đây mình quy tụ lại, rõ rệt là do cái người con cái trong gia đình biết hộ niệm mà không chịu chuẩn bị hộ niệm. Chuẩn bị từ đâu? Xin chư vị cầm quyển sách này lên, chư vị sẽ thấy rõ. Chuẩn bị từ ngay bây giờ, chứ không bao giờ cho ông nói là hộ niệm đến, chờ cho đến khi mà yếu đuối rồi, nằm trong bệnh viện rồi mới đi hộ niệm. Nếu mà chúng ta chờ cho đến lúc mà bị yếu đuối rồi mới hộ niệm, trễ rồi chư vị ơi, quá trễ rồi. Lúc đó người mẹ chúng ta yếu quá, làm sao chúng ta có thể nói những cái chuyện mà rắc rối của người mẹ được đây? Người mẹ mình chắc mặt quá làm sao chúng ta nói dài được? Người mẹ mình đau lưng quá làm sao mình nói dài được? Người mẹ cũng chắc chỗ nào đó, còn cái thời gian nào mà mình có thể gửi cho bà mẹ. Nhưng bây giờ cái người cha muốn mình giấu con, thực sự giấu có được hay không? Giấu không được thì sao? Ông ta nhớ vợ, ông ta cứ nghĩ ngay người vợ đó. Lúc đó ban hồ niệm, táo hồ niệm, tại sao vợ tôi đâu rồi? Lúc đó chư vị nghĩ làm sao đấy? Miệng thì ông cụ niệm Phật mà tâm thì ông cụ nhớ là bà vợ tôi đâu rồi? Tất cả đều do tâm mà tạo, tâm mà đi, tâm nó hướng dẫn mình tới cảnh giới tương lai, chứ không phải là niệm Phật, hình thức niệm Phật. Như vậy thì rõ ràng chư vị hiểu là hộ niệm là một pháp tu, chứ không phải hộ niệm là đến sau cùng rồi mới kêu ban hộ niệm tới. Cái chỗ này nó có chỗ là sau cùng rồi ban kêu ban hộ niệm tới. Xin thưa thật, có những người tu suốt các cuộc đời biết niệm Phật, biết cầu nguyện vãng sanh, nhưng mà không hiểu hộ niệm, đến sau cùng gặp ban hộ niệm cũng đành buông tay. Tại vì sao? Tại vì người ta vướng quá nhiều. Vướng quá nhiều chư vị ơi. Giờ em đưa ra ví dụ, tối hành trong gia đình vẫn ăn. Ăn thì sao? Ăn thì không được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình. Người ta mới buông ra. Tại vì tôi tức quá rồi, bây giờ chúng cho tôi ăn chịu không được. Làm sao mình có thể ban hộ niệm, liệu rằng là có thể điều giải được ấn thân trái chủ không chư vị? Khó vô cùng, khó vô cùng. Một người suốt đời tu hành nhưng mà vẫn còn nhớ đứa con đó, mãi nhớ mãi đứa con ở xa, trông chờ từng giây từng phút nó về. Liệu rằng là khi người ta ra đi
có được vãng sanh hay không? Chưa vậy. Nhớ đứa con đâu phải là xấu, nhớ đứa con làm một việc tốt, tại sao lại mất vãng sanh? Là tại vì cái lúc đó tâm vẫn cứ nhớ đứa con, làm sao người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Một người cứ muốn nhân nghĩa phải trái cho đủ điều, muốn giúp người này, muốn giúp người nọ, giúp người làm việc tốt, nhưng mà cái lúc cuối đời rồi mà con nghĩ tới việc giúp đời thì đành phải ở lại trong cái ta bà này mà tìm cách giúp người đó, tại vì tâm nguyện mà nó là dẫn nghiệp để dẫn mình đi mà. Cho nên cái chỗ này quy tụ lại là ai vì gia đình này không có chuẩn bị trước để đến sau cùng rồi trở ngại vô cùng. Thì theo như dự âm nói, ông cụ nhà đã biết niệm Phật, đã muốn vãng sanh, nếu mà chưa bị giấu thì sẽ giấu được tới lúc nào? Càng ngày cái tâm ông cụ càng nhớ, càng quyến, càng luyến, càng thương, càng nghĩ tới nhiều nữa, thì cái nghĩ này nó càng ngày càng nặng hơn trong tâm của ông cụ. Sau cùng chư vị giấu được tới lúc ông ta sắp sửa xả bỏ báo thân hay không? Thì chính vì thế theo dự âm nghĩ là phải tìm cách cho ông cụ biết liền đi, và bắt đầu chuẩn bị tư tưởng cho ông cụ, mời ông cụ đã lên điều đường sinh này đấy. Nếu mà chư vị không khuyên thì dòng là người xa lạ, người ta dòng khuyên cho. Phải nhất định cuộc đời này là sanh tử, cái sân này là sự thường, vô thường, nhất định mới trả về vô thường. Nếu chư vị muốn vượt qua cánh vô thường này, phải nhớ trở về Tây Phương Cực Lạc. Thương vợ nhớ con, vợ mình đã đi đọa lạc rồi thì mình đi đọa lạc với vợ mình nữa, chẳng lẽ mình tròn trách nhiệm với vợ bằng cách hai vợ chồng đi đọa lạc? Đó là cứ gặp nhau được đâu, phải trở về Tây Phương mới biết vợ mình ở đâu mà tìm cách cứu độ. Nhưng mà chư vị có nghe giọng nói không? Trở về Tây Phương mình là một đại gia đình rồi. Lúc đó chư vị hiểu rằng là chúng ta không phải có một người vợ, mà chúng ta có hàng vô lượng người vợ rồi mà không hay. Chúng ta không phải có một người con, mà chúng ta có vô lượng người con rồi mà không hay. Chúng ta có không phải một người cha, mà có vô lượng người cha rồi mà không hay. Vô tình chúng ta muốn trở về gặp cha, chúng ta hãy trở về gặp đấng từ phụ của mình đi, là đức cha lành trong bốn loại đi, là đức A Di Đà Phật đi. Chúng ta sẽ thấy bên cạnh người cha một đời này hai đời này, chúng ta có người cha vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp chúng ta không chịu về. Mong chư vị hiểu được như vậy mới nhớ là phải chuẩn bị trước nghe chư vị, đừng chuẩn bị sau. Và cái tình trạng ông cụ này theo cho ông nghĩ là nên tìm cách cho ông cụ biết liền, để bây giờ còn kịp hóa giải, đến sau này khi mà ông cụ nặng quá rồi thì hóa giải cũng không kịp nữa đâu. Và chúng ta vô tình là mẹ ra đi bị nạn, coi chừng cha cũng bị nạn luôn, vì tình thương còn quá nặng nề, quyến luyến còn quá nặng nề. Coi chừng đây là một cái cảm bẫy vô cùng nguy hiểm, làm mất vãng sanh nữa đấy nhé. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nhờ sự chỉ điểm của cư sĩ Diệu Âm mà chúng con nhận ra rằng pháp hộ niệm vô cùng là quan trọng. Pháp hộ niệm là đại tu mà phải tu ngay từ bây giờ để cứu được một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải là chuyện đơn giản. Từ nay đến lúc xả bỏ báo thân còn không biết bao nhiêu là vướng mắc, còn không biết bao nhiêu là sơ suất. Nếu mà chúng ta thờ ơ, nếu mà chúng ta bỏ qua ngay từ bây giờ, không quan tâm, không chăm chú, không trân quý, thì cái cơ hội vãng sanh trở nên là huyễn mộng. Không biết là các chư vị có đồng ý với Minh Đạt như vậy hay không? Nếu mà chúng ta đồng ý như vậy thì xin tất cả các chư vị chúng ta cùng nhau trân quý lên những lời hướng dẫn này. Ngay từ bây giờ chúng ta phải trân quý, phải thực hiện ngay, ngay bây giờ phải tu, phải sửa, phải làm theo những lời hướng dẫn này. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hòa này tiếp tục cho một câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật. Dạ, câu hỏi tiếp theo là của cô Diệu Thành.
Dạ con mời cô Diệu Thành. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư tôn thiền đích đức, con kính chào cư sĩ lão cư sĩ Diệu Âm, kính chào cư sĩ Kim Ngọc cùng tất cả chư vị đồng tu. Con xin thưa cư sĩ, câu hỏi của con là chúng con là phàm phu cho nên là còn lầm lẫn rất nhiều về cái sự tu hành của mình. Nay nghe cư sĩ lão cư sĩ giảng về chánh hạnh và trợ hạnh, con xin lão cư sĩ tử vi giảng giải cho chúng con hiểu rõ như thế nào là chánh hạnh, như thế nào là trợ hạnh. Vì con nghe thấy lão cư sĩ nói là khi cần phải tu trợ hạnh để lúc mà lâm chung được bớt bệnh khổ và được tỉnh táo. Nhưng mà nếu chúng con chỉ lo tu trợ hạnh mà không lo tu chánh hạnh, đến lúc công phu quá yếu, lúc cuối đời có ban hộ niệm, tuy có ban hộ niệm đến hộ niệm cho mình, nhưng công phu quá yếu mà được tỉnh táo có ban hộ niệm, liệu chúng con có thể được vãng sanh hay không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chỉ là ai mà lạ dữ vậy? Xin thưa thật với chư vị là cái chánh hạnh và trợ hạnh nó giống như đeo theo mình, giờ mình có bó cũng được. Và nói thẳng thắn là cái trợ hạnh nó nôm na chính là người ăn ở hiền lành, làm hiền làm lành, giữ giới giữ luật là trợ hạnh. Ai cũng có, bây giờ mình không có tu cũng tự động là tu. Cho nên thường thường trợ hạnh gọi là tu phước đấy. Ví dụ như chư vị phát tâm đi phóng sanh là trợ hạnh đấy. Chư vị đang phát tâm muốn ấn tống cái sách, ví dụ như sách Hiểu Thấu Hành Đúng là chư vị trợ hạnh đấy. Chư vị kêu gọi đồng tu tham gia cái đường xuân này là chư vị trợ hạnh đấy, là làm trợ hạnh đấy. Chư vị vào học để tứ quy, để mà giúp cho con cái những người đó làm giỏi làm việc là tự hành đấy. Nói chung trợ hành chính là tu phước. Một người tu hành làm sao mà không có làm hiền làm lành, không có tu phước được. Nhưng nên đó hoàn toàn là trợ hành. Còn cái chánh hạnh chính là ngày ngày chúng ta niệm Phật. Cho nên chư vị thấy bất cứ một cái khai thị nào chư tổ đều nó có kèm theo chánh hạnh và trợ hạnh. Ví dụ như mình lấy cái lời Ấn Tổ Đa, mình nói là một người phải trên kính dưới hòa là trợ hạnh đấy. Phải không, đừng có nhìn thấy lỗi lầm người ta mà chỉ thấy những cái điều hay của người ta, đó là trợ hạnh đấy. Nhất định là phải làm những việc mà người khác khó làm, tức là chăm chỉ làm việc, đó là trợ hạnh đấy. Tất cả đều trợ hạnh đấy. Đôn luôn toàn phận nhàn tà toàn phận giúp cho người khác làm được cái chuyện gì mình vui công chuyện đó, đó là trợ hạnh đấy. Còn cái chánh hạnh là gì? Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng giữ tâm mình trong câu A Di Đà Phật. Phải không chị vị? Rõ tới rõ ràng chưa? Nhưng mà chánh hạnh bây giờ mình có bỏ chánh hạnh, mình cũng có chánh hạnh, mà bỏ chánh cũng có, luôn luôn nó có kèm theo. Nhưng mà có nhiều người nghĩ như thế này, tất cả đều do cái tâm mình mà nó đưa đến cái chỗ là chỗ nào là chánh hạnh, chỗ nào trợ hạnh. Ví dụ như có nhiều người nói là nếu không làm hiền, nếu không làm tốt, nếu không có làm điều phải thì làm sao được vãng sanh. Cho nên người ta nói là làm điều tốt là chính. Khi người ta nói làm điều tốt là chính thì vô tình người ta lấy cái điều tốt đó là chánh hạnh. Còn cái niệm Phật là để lúc nào đánh rơi người ta niệm, thành ra từ cái ý niệm này nó đưa đến chỗ là niệm Phật trở nên trợ hạnh. Những người đó có niệm gì niệm rồi sau cùng rất khó vãng sanh, rất khó vãng sanh. Còn một người cũng làm việc thiện như vậy, người ta cũng ân tống, người ta cũng in kinh, người ta cúng dường như vậy, mà hoàn toàn người ta không cho cái chuyện đó là chuyện chính, mà không, đã không phải là chuyện chính rồi thì không bao giờ người ta khoe ra tôi ủng hộ chỗ này, tôi làm thiện chỗ kia, tôi cúng dường chỗ nọ, người ta không có khoe ra chỗ đó. Mà ta chiều chiều đem tất cả những cái việc mình làm mong cho chúng sanh được hướng lợi lạc,
và lúc chiều lục nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương, người ta niệm Phật. Thì vô tình người ta cũng làm bấy nhiêu đó, nhưng mà cái tâm của họ luôn luôn dính chặt ở cõi Tây Phương. Cái nguyện của họ luôn luôn nhất định phải trở về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, chỉ vì cái ý nguyện này mà nó chuyển chỗ nào chánh, chỗ nào phụ. Có nhiều người nói nhất định là phải tu ngũ giới, phải được làm người, phải làm người trước mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không làm người được thì làm sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tức là người ta cứ nhắm tới tu ngũ giới, nhà tu thiện tích phúc, ta cho cái đó là chính. Thì vì người ta cho cái đó là chính nên nó vô này cái chính nó nở mạnh trong tâm. Đây là một người hiền của thế gian. Chư vị cứ nghĩ coi một người hiền của thế gian có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không. Đem kinh Phật ra, Phật nói như thế nào? Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bất cứ chúng sinh nào nghe danh hiệu A Di Đà, phát tâm tín nhau niệm danh hiệu của ngài, đem tất cả các phước lành gửi về Tây Phương và cầu nguyện vãng sanh, dẫu cho 10 niệm mà ngài không đưa chúng ta về Tây Phương, đưa người đó về Tây Phương, ngài tề không thành Phật. Như vậy chư vị cứ nghĩ coi, đâu là chánh, đâu là trở đây? Hiểu được như vậy thì xin nhớ là chánh trở ở tại tâm này. Một người làm là người tốt trong xã hội như vậy mà ta quyết lòng đi về Tây Phương thì vô tình cái việc tốt đó là để họ bớt nghiệp đi, họ phải làm người hiền, người lành. Nhưng mà người ta quyết lòng đi về Tây Phương, sau cùng rồi xin thưa chứ vậy, một những cái việc làm mà tốt lành họ giống cho suốt cuộc đời này, người ta có làm nữa người ta cũng không phá hết nghiệp đâu. Nhưng mà sau cùng thì sao? Gọi là người ta đới nghiệp, đạp lên nghiệp, đứng trên nghiệp mà đi. Nhờ đâu vậy? Nhờ nguyện lực mà họ trở về Tây Phương. Cho nên pháp môn này là pháp môn tung nguyện vãng sanh. Nguyện của mình là nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện của Phật là nguyện tiếp độ tất cả những người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều do nguyện mà kết hợp với Phật để mình được về Tây Phương Cực Lạc. Còn tất cả những nghiệp khác nó chưa có duyên, nó nằm im nó, để trong vòng chúng sanh đó ta về Tây Phương Cực Lạc rồi ta mới bắt đầu biết được, à chỗ này có một người bị ta hại, chỗ kia có một người tự ta bị cướp tiền, chỗ kia có một người ta đoạt tài sản, mình có hàng vạn chúng sanh khổ gì mình. Lúc đó ở trên cõi Tây Phương mới có cái năng lực đi khắp mười phương cứu độ chúng sanh. Cho nên ông ba giữ âm nói là xin chư vị phải mở cái tâm đại từ đại bi ra mà trở về Tây Phương lại vậy. Chứ không phải chúng ta nói là về Tây Phương là chúng ta ở đó ẩn nấp trốn đâu nhé. Ở đây bây giờ chúng ta muốn đi cứu chúng ta, muốn trả nợ chúng ta trả không hết. Nhưng đi về Tây Phương thì chúng ta tự nhiên trả hết. Vì phải cho nên xin như vậy mới tâm đai từ đại bi ra để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì mới thật sự là một người từ bi làm thiện phước. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, chúng con xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nhờ sự chỉ bày của lão cư sĩ Diệu Âm mà chúng con đã nhận được ra tương đối rõ ràng về chánh và trợ. Việc thiện, việc làm thiện, làm lành là việc cần phải làm. Đây là trợ tu. Nhưng cái tâm của chúng ta luôn luôn hướng về Tây Phương Cực Lạc, luôn luôn phải nhớ nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chánh tu. Có đúng không các chư vị? Con nói như vậy có đúng không ạ? Xin các chư vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. À, dạ. Xin Minh Hoàng này tiếp tục chuyển một câu hỏi tới cho các chư vị đồng tu. Dạ, thì trong thời gian chờ đợi chắc là bị trục trặc về kỹ thuật. Con xin phép lão cư sĩ Diệu Âm cùng với đại chúng cho con được hỏi một câu hỏi. Dạ, bây giờ thì đạo tràng chúng con có một cái chủ trương, vì là sợ thần thức của người ra đi mà chưa ra khỏi thân, cho nên là chúng con đã chủ trương là niệm Phật hộ niệm cho người này đến 16 tiếng mà không thăm thân. Bởi vì thăm thân là chúng con sợ bị nhân quả. Nhớ đâu mà người này chưa ra khỏi thân
thì chúng con sẽ phải gánh vác cái nhân quả đó. Vậy con xin hỏi lão cư sĩ Diệu Âm, chúng con mà chủ trương làm như vậy thì có đúng hay không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu mà chư vị để tới 16 tiếng thì 16 tiếng chư vị cũng nên thăm trước khi gửi cho nhà hoàng thì mới đúng. Mà nếu chư vị thăm 16 tiếng mà lỡ gặp trường hợp trở ngại thì chư vị cũng chuẩn bị thêm 4 tiếng nữa hoặc 2 tiếng nữa để mà gỡ rối. Mà thường thường theo như Diệu Âm thấy là gỡ rối 4 tiếng thì nó có hiệu quả hơn là gỡ rối 2 tiếng. Tại vì mình cũng nhiều khi chưa chắc trong vòng 4 tiếng mình có thể mình hóa giải được những cái vướng mắc của người ta. Vì khi đã ra đi rồi thì nó khó lắm chứ không phải đơn giản. Thì mong chư vị là thường thường khi một cái thần thức mà nhẹ nhàng thì trong vòng 8 tiếng là có thể an toàn họ đã ra. Nhưng mà mình để an toàn hơn thì họ tưởng tình không nói nên để 12 tiếng cho nó an toàn hơn. Thì khi mà 12 tiếng mình thăm thân thường thường không có bị trở ngại. Và nếu mà chư vị có cái tâm là sợ trở ngại thì cái sự thăm này nó trở nên vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết. Vì nếu chư vị mà không chịu thăm thân trong trường hợp chư vị gửi cho nhà hoàng những người đã tấm liệm mà cái thần thức còn vướng trong đó thì chư vị nghĩ rằng là cái người mà đang chết đó họ thọ cái ác nạn như thế nào, lớn như thế nào. Chư vị có thấy nhà hoàng người ta tắm rửa chưa, ta sát trùng chưa, ta mổ ruột, ta liệng cái đồ đồ làm đi để cho ướp xác cho nó lâu chưa. Chư vị có thấy là khi những cái thân xác cứng mở trong nhà hoàng người ta là xử lý như thế nào chưa? Chư vị có phỏng vấn các vị ở trong đó đó không? Do ông đã từng làm rồi. Có những người mà cứng quá người ta làm không được, người ta phải cắt những cái nhượng gân để ta kéo cái tay ra mà mình không hay. Có những người con mắt mở lên người ta không biết làm sao, người ta lấy keo để dán lại trước khi cái dòng dán, người ta lấy mấy cái mũi khâu người ta khâu mắt lại, người ta khâu cái môi lại rồi xong người ta sơn phớt lên, mình hoàn toàn không biết. Chư vị có nghĩ rằng là những cái động tác đó nhẹ nhàng không, có thích hợp cho những người bị nạn không, có cứu người ta được không? Trong khi mình thăm thân mình báo cáo cho người đó biết, bác Chín ơi, bây giờ 12 tiếng đồng hồ rồi, bác cố gắng quyết lòng nghe bác, nếu còn ở đây là còn bị nạn, hãy mau mau nhiếp tâm lại trở về Tây Phương. Con nghĩ bác đã trở về Tây Phương rồi, giờ phút này con xin phép được sửa thân cho đẹp, cho trang nghiêm, mà nói rõ ràng, mình làm dễ nhàng và từng điểm mình còn nhờ tất cả đồng tu niệm Phật trợ duyên. Và mình thăm nhẹ nhàng từng điểm làm sao người ta bị nạn được. Vì cái tâm để cứu người ta mà. Giả sử lúc đó người ta bị vướng nạn, thân xác ra đi không tốt, tức là người đó vướng nạn, mình còn có đủ thời gian 4 tiếng nữa. Thay vì 16 tiếng thì còn 4 tiếng nữa. 12 tiếng bắt đầu mình hộ niệm cho đến 16 tiếng trong dành 4 tiếng đó để mà mình gỡ rối cho người ta. Mình khai ra, mình hóa giải những chướng nạn người ta, coi người ta vướng mắc cái gì, mình hóa giải. Xin thưa với chư vị, nếu mà chư vị hóa giải đúng chỗ, nhiều khi một tiếng đồng hồ sau thân tướng đã chuyển đổi rồi, chuyển đổi trước mặt. Nói thẳng với chư vị, nhờ cái phương pháp này mà ở Việt Nam người ta hóa giải rất nhiều chướng nạn của những người ra đi. Người ta cứu không biết bao nhiêu người ra đi với cái tướng lành là nhờ cái phương pháp này đây. Chính vì thế mà mong chư vị phải nhớ là mình quyết lòng vãng sanh Tây Phương, đừng có vướng mắc. Điều ác cũng không vướng mắc, điều thiện cũng đừng có vướng mắc. Nhớ con cũng đừng có nhớ nha, chứ vị đừng nghĩ nhớ một đứa con, thương một đứa con là đơn giản. Coi chừng chính một cái đêm nhớ đêm thương này mà mình bị nạn đó, thực sự đấy. Dạy con dạy cái trong lúc bây giờ dạy đi, lúc đó mà nó thương rồi cũng đành phải chấp nhận để mình an nhiên tìm đường về Tây Phương rồi mới tính. Về Tây Phương rồi chư vị phải có cái trách nhiệm là cứu độ cả hàng vô lượng đứa con, chứ không phải một đứa con. Cho nên giờ ông nói chư vị phải hãy về Tây Phương đi rồi mới thấy cái gia đình chúng ta như thế nào. Còn ở đây mà cứ chấp cái gia đình này thực sự là hạn hẹp,
hàng ngày vô cùng mà chính gia đình gây ra điều trở ngại và mình không vượt qua khỏi sáu đường luân hồi đấy. Nghe chưa vị nha, nhớ cho kỹ, đừng nói dụng. Phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Cho nên mong cho vị phải nhớ, thăm thân rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta thăm thân để coi có trở ngại gì không mà cứu độ người ta, chứ không phải thăm thân vì hiếu kỳ, thăm thân vì lỗ mãng, thăm thân mà thăm ào ào như nhà hoàng thì vô cùng tội nghiệp cho người ra đi. Mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy rằng là đừng bao giờ giao cho nhà hoàng, giao cho những người tâm niệm mà chúng ta chưa thăm thân trước, coi chừng đại nạn cho người chết đấy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là biết ơn lão cư sĩ Diệu Âm, nhờ sự chỉ dạy của ngài mà chúng con nhận ra rằng thăm thân là một việc làm vô cùng là cần thiết đối với bạn làm việc. Thăm thân là để với mục đích để cứu giúp người bệnh. Thăm thân phải đúng thời gian, thăm thân không được sớm, và thăm thân phải cung kính nhẹ nhàng, phải có khai thị. Bây giờ chúng con nhận ra đây là một điều tối quan trọng rồi, thì chúng con sẽ thay đổi cái quyết định của mình. Và bây giờ chắc chắn từ giờ trở đi chúng con sẽ làm theo sự hướng dẫn của ngài, sẽ chắc chắn là một đời này không đổ nhân quả cho gia đình người bệnh, và cũng không để đổ cái nhân quả này cho nhà quản nữa. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, xin anh Minh Hoàng này cho một vị đồng tu. A Di Đà Phật. Dạ, để tiếp theo câu hỏi thì là con xin mời chị Phương Trang cho con xin đọc qua cái danh sách, vì có nhiều người đang giơ tay trước ống kính. Con có tín hiệu của đạo tràng Xuất Hóa Bắc Cạn, con có tín hiệu của đạo tràng Ngọa Long, anh đạo tràng anh Minh Tín, bác Tạ Văn Quý, và có bác Thiên Nhân, nhưng mà mic và camera thì con không có thấy. Thì tạm thời là những cái người giơ tay như này thì con đã ghi rồi, mong các bác là có thể để tay xuống. A Di Đà Phật. Em xin phép mời chị Phương Trang. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con kính chào chư tôn thiện đức, con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm và chư vị đồng tu trên Zoom hôm nay. Đầu tiên, trước khi con hỏi câu hỏi thì con xin chân thành cảm ơn những cái câu hỏi của anh chị đã hỏi trước, rất là hay. Có câu hỏi mà cư sĩ Diệu Âm đã trả lời những cái khúc mắc có nhiều người muốn hỏi nhưng mà không biết, không có cơ hội để hỏi. Con hy vọng rằng hôm nay cái buổi hội thảo hôm nay sẽ được nhiều người xem ở trên mạng Zoom, YouTube, để biết thêm, rút kinh nghiệm về hộ niệm, để làm cho đúng hơn, để kịp thời giúp người thân, người hữu duyên với mình được vãng sanh rốt ráo. Dạ, A Di Đà Phật, con thành tâm cảm ơn, cảm niệm công đức của quý huynh đệ đã hỏi những câu hỏi và những trả lời của lão cư sĩ Dư Âm. Bây giờ con xin hỏi câu hỏi của con là lúc mà trong 49 ngày mà mình nhắc nhở người thân đã ra đi thì lão cư sĩ Dư Âm cũng thường hay dạy chúng con là 49 ngày thì mình cũng ở trước bàn linh, thì mình khuyên người thân của mình buông xả để đi niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì con xin hỏi là trong thời gian 49 ngày mình nhắc nhở hương linh thì mình có cần phải xin oán thân trái chủ của hương linh để trợ duyên cho hương linh được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không ạ? Và cái lời cầu xin của mình có phải là mình áp dụng giống như lúc trong khi mình hộ niệm mình điều giải oán gia trái chủ hay không? Dạ con xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi trả lời cho con câu hỏi này. Dạ. Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nếu mà mình muốn vãng sanh Tây Phương thì mong chư vị là khi xả bỏ báo thân tắt hơi đi luôn đi cho rồi. Ở đây mà chờ cho đây đi vào trong thân trung ấm rồi mà tìm cách hóa giải nữa thì nó cũng có nhiều cái nó khó trong khó đấy nha. Nhớ là mình quyết lòng là đi luôn đi cho rồi, buông ra cho hết để trở về Tây Phương. Còn khi mà lỡ kẹt phản bất đắc dĩ thì chúng ta mới làm cái chuyện này. Chắc phải làm chuyện này là được 100%, nó khó lắm. Khó trong khó đấy, càng ngày sau càng khó đấy. Và xin thưa với chư vị là mình hàng ngày mình niệm Phật, mình hồi hướng công đức cho vong nhân đó. Và mình tập, ví dụ ở đây tôi thấy có chị Diệu Thường, chư vị mà hỏi chị Diệu Thường, chị cái thị hình như vô. Nhưng mà chị cứu rất nhiều người. Tức là chúng ta khuyên người nhà đó, cha ơi, quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, đừng tham chấp cõi đời này nữa. Cha ở trong thân trung ấm, càng về sau càng gặp khó khăn. Thực sự đã thân trung ấm rồi, bây giờ cha quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật cầu vãng sanh, định tâm lại đi. Đừng chạy theo những cái gì bờ chung quanh nữa, những cảnh giới gì toàn là hảo huyền. Chỉ niệm Phật trở về Tây Phương, cầu A Di Đà Phật lai nghênh tiếp độ đi. Nói những lời như vậy giống như là trong khi mình hộ niệm cho người ta, mình nói cho hoàn toàn không có gì cả. Thì là chuẩn bị lấy cái lòng thành đó mà khuyên đi. Và với vấn đề oán thân trái chủ thì xin chư vị mới nhớ là khi người thân chúng ta chết rồi, chư vị tiếp tục phóng sanh, in kinh, ấn tống, làm việc thiện hồi hướng. Một là công đức hồi hướng cho người thân của mình, hai là hồi hướng cho các vị trong pháp giới, cùng nguyện cầu người ta cố gắng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cứ đem hết tâm thành tâm chúng ta làm, cũng giống như là lúc mà chúng ta hộ niệm cho người ta, chứ không có gì khác cả. Nhưng mà Giam cũng nói trước là mình làm thì hết sức mình làm, nên nếu mà chư vị quyết tâm làm thì cái phước có thể gửi cho người ra đi, người ta gỡ được tội đạt của họ. Còn vãng sanh là làm sao chính cái người đó nghe mình khai thị mà giật mình tỉnh ngộ, định tâm lại. Hễ mà người ta định tâm lại, người ta quyết làm niệm Phật thì người ta có thể vãng sanh. Mà trường hợp mà trong thân đoán là thường thường người ta có thể tập báo, ta có thể báo đấy. Có nhiều người ta mượn thân tập báo đấy, tức là mượn thân một người nhà đó tập báo một vài phút rồi người ta đi, có đấy. Hoặc là người ta ít ra người ta cũng cho cái điểm gì đó, chim bao gì rồi đó. Mà thường thường là cái những người mà thân trung ấm mà đi, người ta có thể, người ta trước khi ta đi người ta có thể nhường cái thân một người nào ta báo cái gọn. Chuyện đó là chuyện bình thường chứ không có gì mà chưa bị đừng có ngại, tại người ta mượn mà. Còn không người ta có thể ứng mộng cho mình, người ta đi. Còn không thì những cái việc mà hồi hướng công đức rồi làm việc làm thiện để mà bồi phước cho họ, bồi phước thì có lẽ là có vững vàng. Còn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là cái điều đó cũng tùy nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con hỏi kỹ là một cái này nữa là lão cư sĩ, con muốn hỏi là lúc mình khai thị cho hương linh thì mình có ở trước bàn vong, mình có xin bán thân trái chủ ở trước bàn vong hay không ạ? Bán thân trái chủ của giống như là cái lúc mình hộ niệm bình thường, mình cũng như là đem thường cái mạnh là đem cái công đức hồi hướng công đức cho họ, hồi hướng công đức cho họ. Và mình nguyện là chư vị đến buông xả, mình gọi chung là chư vị đến buông xả bốn thù ra để cùng nhau mà niệm Phật trở về Tây Phương. Tức là mình cũng mong muốn họ buông xả cái bốn thù ra để mà đừng có chống đối nhau nữa. Nó cũng giống như vậy, hoàn toàn không có gì khác hết nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con cảm ơn lão cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của Phương Trang. Đó có câu hỏi rất là cụ thể, rất là quý báu. Đây là một trong những cái tình huống để cho chúng con biết được là Pháp Bổ Niệm là một pháp đại tu, để chứng minh rằng chết không phải là hết. Nếu mà bây giờ mà còn chưa tu, nếu bây giờ mà chưa biết đâu là chánh hạnh
Nếu bây giờ là người thiện, là một người hiền mà không biết đến phương pháp vãng sanh, không biết đến pháp hộ niệm, thì khi rơi vào tình trạng 49 ngày vô cùng là khó khăn, vô cùng là khó khăn, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên nhờ câu hỏi của Phương Trang mà chúng con nhận ra rằng ngay từ bây giờ chúng con phải trân quý lấy cái pháp hộ niệm này. Ngay từ bây giờ xin tất cả các chư vị phải phổ biến rộng rãi cho mọi người biết đến cái trang dung này. Ngay từ bây giờ xin tất cả mọi người hãy tìm cái quyển sách để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm, hãy tìm những cái chip mà lão cư sĩ Diệu Âm đã dày công nghiên cứu, đã từ bi, đã bỏ hết biết không biết bao nhiêu công sức của mình, đã từ bi mà hướng dẫn chúng ta để phổ biến rộng rãi đến cho mọi người. Nếu mà phương pháp này rộng rãi đến đâu thì hy vọng có người vãng sanh được đến đó. Không biết câu nói như vậy thì lão cư sĩ Diệu Âm cùng với chư tôn thiền đức và các chư vị có đồng ý là như vậy hay không? Nếu đồng ý thì cho con xin một tràng pháo tay thật lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ xin anh Linh Hoàng lại tiếp tục chuyển cho các chư vị một câu hỏi. Dạ, A Di Đà Phật. À, dạ, tiếp theo chương trình thì con xin mời đạo tràng Xuất Hóa Bắc Cạn. Dạ, con có nhìn thêm tín hiệu của cô E230 của đạo tràng Anh Minh Thành. Con có nhìn thêm thì xin các bác các cô có thể bỏ tay xuống. A Di Đà Phật. Dạ, con mời chú. Nam mô A Di Đà Phật. Minh Tuấn con cung kính bái thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm, đại sư tỷ Diệu Âm Kim Ngọc, cung kính các chư vị đồng tu, các chư vị huynh đệ tỷ muội. Con có câu hỏi như sau. Thầy Thái Lễ Húc dạy đệ tử quy có được vãng sinh hay không? Quý xin lão cư sĩ từ bi chỉ giảng ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cô thì lắc léo quá. Sao mà bác Tuấn hỏi là lão cư sĩ Diệu Âm hồi giờ nói hồn niệm nhiều như vậy, lão cư sĩ có bản tranh hay không? Nói sáng cái giờ dễ trả lời hơn. Xin thưa với chư vị, tất cả mọi người ai cũng được quyền vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Diệu Âm này được quyền vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cái quyền vãng sanh đó không phải là do Diệu Âm ngồi đây nói chuyện vãng sanh với chư vị hay là loan truyền cái phương pháp hộ niệm, mà cái quyền vãng sanh đó là chính Diệu Âm phải làm được, là lúc xả bỏ báo thân, cái tín tâm của Diệu Âm có còn hay không? Còn tín tâm mà Diệu Âm có tha thiết nguyện vãng sanh hay không? Có tha thiết vãng sanh thì lúc đó có tranh thủ từng hơi thở đến niệm câu A Di Đà Phật hay không? Ba điểm này làm được thì Diệu Âm này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu bây giờ Diệu Âm làm tất cả những việc thiện lành của thế gian tràn ngập mà lúc ra đi Diệu Âm cũng muốn ở thêm một năm nữa để làm cho trọn thêm một cái chữ án nào về cho chúng sanh đó, thì Diệu Âm hãy đành là đầu thai vào một cái chỗ nào đó cũng ở trong lục đạo luân hồi này, đời sau có nhớ hay không hoàn toàn không biết, cái đó chuyện khác. Cho nên nếu mà thầy Thái Lễ Húc là thực sự ngài là một vị nho sĩ, ngài chuyển dương, ngài dạy rất kỹ về cái đề tứ quy, đây là một cái việc làm phước rất lớn của ngài. Nếu mà ngài dạy xong rồi ngài quyết lòng trở về nhà ngài niệm Phật, tức là khi đi dạy thì ngài dạy, khi trở về thì ngài quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, ngài có được vãng sanh chưa? Chưa. Lúc khi xả bỏ báo thân, ngài phải buông hết tất cả vạn chuyên xuống, ngài niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh, tức là ngài phải thực hiện đúng tín nguyện hạnh trong lúc xả bỏ báo thân, thì nhất định đem cái phước này gửi về Tây Phương. Ngài có cái phước có một người làm hiền, có thể ngài có thể là không đau không bệnh gì hết,
mà Ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn lúc xả bỏ báo thân mà Ngài còn nghĩ rằng là mình phải cố gắng tiếp tục giảng cho hết một cái bài giảng nào đó, hoặc là làm sao cho cái pháp gọi là đệ tử quy nó loan truyền hơn nữa, thì cái tâm của Ngài dính vào cái đó, thì chắc chắn vì cái tâm dính vào cái đó không phải là trở về Tây Phương, thì Ngài cũng biết đành ở trong lục đạo luân hồi và biến lại trong đời sau ở chỗ nào đó biết. Nếu cái duyên tiếp tục thì Ngài lúc đó Ngài học nho, học học kinh học sách rất là tốt, Ngài gặp cái sách mà đời tư quy là người ta Ngài mến liền, Ngài đọc liền và đọc tới đâu hiểu tới đó, tại vì trong tiền đời Ngài đã giảng cái đó và sau cùng Ngài tiếp tục giảng cái điều đó, cái đó nó còn cái duyên nữa. Cho nên xin nói như vậy là cái câu hỏi này làm cho mọi ngỡ ngàng ngỡ ngàng là vãng sanh về Tây Phương là do tín nguyện hạnh, còn mà loan truyền cái pháp, cái phương pháp mà để tư quy chính là tu phước. Nếu Ngài lấy cái tu phước này làm trợ hạnh để hỗ trợ cho con đường vãng sanh thì đây là điều rất tốt. Mỗi người phải lập ra cho mình một cái hạnh để tu phước gọi là trợ hạnh. Nếu mà Ngài lấy là cái giảng để tứ quy này là chánh hạnh thì vô tình Ngài đi theo con đường phước, còn con đường vãng sanh thì thực sự mình chưa thấy trong cái kinh nào nói rằng là người giảng để tứ quy được vãng sanh, nên nhớ như vậy. Mà trong kinh nói tín nguyện hạnh được vãng sanh, như vậy thì chư vị nhớ là chư vị phải hối thắng Ngài thấy lúc là Ngài có thực sự niệm Phật để Ngài vãng sanh hay không. Nếu Ngài thực sự như vậy, chúng ta hy vọng và có thể hộ niệm cho Ngài lúc mà Ngài sắp sửa buông xuống. À Ngài ơi, Ngài đem cái phước đức để gửi về Tây Phương để mà niệm Phật, nha, niệm Phật với con nha. Lúc đó mà Ngài niệm Phật theo, Ngài có thể vãng sanh. Nói chung là Ngài phải thực hiện chính hạnh, mỗi người muốn đi về Tây Phương phải làm được chính hạnh nguyện là như vậy đấy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con lại được rõ hơn sau cái câu hỏi của Bác Minh Tuấn, sau cái lời giảng giải của lão cư sĩ Diệu Âm, bây giờ chúng con nhận ra rõ ràng hơn là làm phước, làm thiện là trợ hạnh, niệm Phật cầu nguyện vãng sanh là chánh hạnh. Có đúng vậy không các chư vị? Nam mô A Di Đà Phật. Xin anh Minh Hoàng tiếp tục cho một câu hỏi tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Để tiếp theo chương trình, con xin mời đạo tràng Ngọa Long. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ngài cư sĩ Diệu Âm, kính thưa các chư vị đồng tu, hôm nay con có một câu hỏi như thế này ạ. Xin ngài cư sĩ Diệu Âm giải đáp cho con được biết. Chúng con là những người học Phật đang trên bước đường học hậu niệm cho người lâm chung. Và con xin hỏi một câu hỏi là khi người lâm chung xả bỏ báo thân từ 3 tiếng cho đến 8 tiếng có lên nhắc đến tướng địa ngục và cảnh giới ngạ quỷ xuất sinh cho hương linh không ạ? Nếu nhắc như vậy có ảnh hưởng đến thần thức của hương linh lại nghĩ đến cảnh giới ngạ quỷ xuất sinh địa ngục, làm cho lúc đó thần thức của hương linh bị tán loạn? Con xin ngài cư sĩ Diệu Âm từ bi chỉ dạy cho chúng con cách nhắc nhở và khai thị để thần thức của người xả bỏ báo thân được viên mãn an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi mà một người chết rồi từ 3 đến 8 tiếng đồng hồ thì xin chư vị hãy nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật, nhắc nhở cho cái vị đó là chờ A Di Đà Phật đến mà đi theo Ngài. Thường thường mình luôn luôn nhắc nhở cho bác chính ơi, giờ phút này đã 3 tiếng đồng hồ xả bỏ báo thân rồi, xin bác hãy niệm Phật với chúng con, chờ A Di Đà Phật đến đi theo ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong giờ phút này tất cả những cảnh giới, tất cả những gì mà hương linh đang nhìn là hảo huyền, đừng nên vướng mắc tới, đừng nên để ý tới, hãy cố gắng nhìn cho kỹ, đây là ảnh tượng của A Di Đà,
Ngài đến tiếp dẫn về Tây Phương, nhắc nhớ cho rất mạnh chỗ này. Không nên nói ra những cảnh giới gì khác, tại lúc đó chúng ta không nên khai thị giống như là lúc mà chúng ta khai thị người còn sống. Ví dụ như lúc còn sống thì mình nói là đừng có giận dữ thì chiêu cảm tới hàng địa ngục, rồi đừng có ghét người này, đừng có chê người kia, mà chúng ta chấp trước vào giúp chúng ta bị nạn, chúng ta có thể tìm cách giải, tùy theo mỗi người có một mắt chúng ta giải ra. Nhưng mà khi đã chết rồi thì chúng ta luôn luôn nói à, hương linh diệu tỉnh ơi, bây giờ đã 4 tiếng đồng hồ rồi, nếu còn ở đây tức là còn bị nạn, mau mau định tâm lại, niệm A-di-đà Phật cực kỳ, không một lý do gì mà chần chờ nữa. Chần chờ càng về sau càng khổ, càng về sau càng khó. Mau mau niệm A-di-đà Phật, tín nguyện hạnh đầy đủ. A-di-đà Phật quyết thề là hương tinh niệm danh hiệu Ngài, cầu vãng sanh Tây Phương, thì đây là cái cơ hội mình đi về Tây Phương. Nhớ nhé, niệm Phật với đại chúng, mình niệm mạnh lên, mình niệm cho thoát là rõ ràng, từng tiếng mạnh lên. Xin chư vị dùng cái tiếng mạnh này mà ủng hộ tinh thần cho người bệnh. Khi mình khai thị phải khai cho mạnh, để cho người ta nhiều khi ta đêm đi mưa về gió, người ta không biết cái gì đó, người ta nghe cái tiếng lúc mình ta giật mình tỉnh ngộ. Khi mà giật mình tỉnh ngộ, người ta chiếu chúc được quang minh của A Di Đà Phật, tự nhiên thông tướng nó chuyển rõ trước mặt, hay lắm. Cho nên khi những lúc này là xin chuẩn bị với nhắc nhớ là suối người đó phải mau mau đứng tâm lại, niệm A Di Đà Phật để trở về Tây Phương, không nên nói dài dòng, nói những cái chuyện khác nhiều khi nó loãng qua không tốt, mà phải kêu người ta định cái tâm lại, đừng đi mưa về gió nữa, đừng có chao đáo tinh thần nữa. Hãy cô đây, tất cả mọi người đang hô niệm chân linh, hô linh không được chao đáo nữa, không được phân vân nữa, không được lý do gì mà chần chờ nữa, mau mau phải định tâm lại, nhắc nhớ, nhắc lên, nhắc chú những điểm này, mà những lời nó mạnh mẽ sẽ giúp cho hương linh, cái hương linh đó có thể người ta giật mình, người ta đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. À gì đã A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Cũng nhờ câu hỏi của đồng tràng Hòa Long mà chúng con nhận ra rằng nếu mà lúc mà thần thức, tức là người ra đi rồi, thì chúng ta nên chủ trương để mà nhắc nhở người này niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh, chứ chúng ta không nên mở rộng và nói về những cảnh giới khác làm cho loạn tâm người ra đi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin Minh Hoàng tiếp tục cho một câu hỏi cho chư vị tiếp theo. A Di Đà Phật. Dạ, con xin phép chuyển mic cho chị Võ Thị Thu Thủy. Chị có đặt câu hỏi từ tuần trước và vừa rồi chị có online lại. Dạ, con xin mời chị Võ Thị Thu Thủy. Dạ, A Di Đà Phật. Con xin chào cư sĩ Diệu Âm. Con muốn hỏi là mẹ của con theo đạo Cao Đài. Con muốn lúc mẹ con lâm chung thì xin cho mẹ con có được không? A Di Đà Phật. Và phụ thân của Diệu Âm là người đạo Cao Đài đây. Sau khi mà phụ thân của Diệu Âm được Diệu Âm khuyên và cụ quyết lòng niệm Phật thì cụ ra đi cũng tốt lắm. Và ngày ra đi của cụ cũng có cái hiện tượng là hoa nó nở ra. Và tốt. Wow. Nè. Tốt quá. Cho nên người Cao Đài thì nếu mà đạo Cao Đài chư vị cũng biết là có cái câu là ngày ngày niệm Phật ăn chay làm lành, đúng không? Nhớ mà, niệm Phật là niệm A-di-đà Phật. Mình niệm A-di-đà Phật hoàn toàn không có cái gì chống trái với đạo Cao Đài cả. Mà chỉ vì trong cái hành đạo của đạo Cao Đài người ta hay quên cái chuyện mình niệm Phật, mà người ta thường lấy chuyện thiện lành. Đúng là cái đạo Cao Đài là cái đạo mà nhân hiền. Đạo rất chú trọng về vấn đề mà làm thiện làm lành. Vấn đề ăn chay ở bên đạo Cao Đài người ta rất là tôn trọng và người ta hiền lành dữ lắm. Thực sự nếu đem cái tâm hiền lành đó gửi về Tây Phương niệm Phật tuyệt vời vô cùng. Mà cũng xin nhớ là
cô Thu Thủy mới nhớ là muốn hộ niệm được cho cha mình, muốn hộ niệm được cho mẹ mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Chứ đừng có để tới cuối cùng rồi tới hộ niệm, nhiều khi chưa chắc gì đã được đâu. Nên nhớ là hộ niệm là bắt đầu từ A mà đi tới Z, chứ đừng để tới Z rồi mà nên mình mà đi luôn không được đâu. Có thủy có chung đàng hoàng đấy, nhất định phải nhớ cho kỹ cái điểm đó. Nghe chưa vậy nha. Cho nên thành cho nên chưa vậy mới nhớ là đạo bây giờ cái đến nỗi mà ông là một người tu đạo Cao Đài mà bây giờ chưa bị niệm câu là đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp gì đó là giờ đang đặt theo ron rốt nè. Như vậy tất cả các tôn giáo, tất cả các cái đạo giáo, nếu người nào tin tưởng thì được phản định hết, nhưng mà phải chuẩn bị ngay cho vậy, nghiên cứu hộ niệm cho kỹ để mà thực hiện liền, chứ đừng để tới lúc đó thì nhiều cái vướng mắc lắm, mình đỡ không được đâu nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chắc là bây giờ là chị Thu Thủy chắc là an tâm rồi, và cũng chúng con cũng rất là cảm ơn Lão Cư Sĩ Diệu Âm, và chúng con nhờ sự giải bày của ngài mà chúng con biết rằng là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là cho tất cả mọi người, không kể đến tôn giáo, sắc tộc. Ai mà cầu nguyện vãng sanh, niệm Phật muốn về Tây Phương thì người đó được vãng sanh. Mà muốn được an toàn thì chúng ta phải lo học ngay cái pháp hộ niệm từ bây giờ thì mới có khả năng được. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Minh Hoàng, đề nghị Minh Hoàng này tiếp tục cho câu hỏi. A Di Đà Phật. Dạ, tiếp theo chương trình con xin mời đạo tràng của anh Minh Tín. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con xin chào lão cư sĩ Diệu Âm ạ. Con chào cư sĩ Kim Ngọc ạ. Và con chào tất cả các bác, các anh, các chị đồng tu ạ. Con thay mặt cho đạo tràng, con hôm nay con muốn hỏi cư sĩ Diệu Âm một câu hỏi ạ. Là khi chúng con đi trợ duyên cho người bệnh thì chúng con có cho người nhà của bệnh nhân vào sám hối với bệnh nhân, thì chúng con làm như thế có đúng khác không ạ? Con xin cư sĩ Diệu Âm chỉ bày cho chúng con ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Thường thường khi mà người bệnh đến cái lúc bệnh nặng rồi, người ta nằm một chỗ, người nhà có thể thay cho người bệnh, thay cho thân nhân của mình mà thành tâm sám hối là điều rất tốt. Sám hối bằng cách nào? Xin người nhà phát tâm phóng sanh, đem cái công đức phóng sanh đó hồi hướng cho người thân của mình mà hồi hướng cho chư vị quán thân trái chủ. Trong lúc người bệnh gặp những chướng ngại và quán thân trái chủ thì thay vì người hộ niệm đứng lên điều giải khuyên chư vị oán thân trái chủ buông xả oán thù thì người nhà của mình cũng làm như vậy. Xin chư vị là tôi xin thay cho cha tôi, mẹ tôi nhiều lúc sai lầm làm sự đau khổ cho chư vị. Bây giờ chúng tôi thay cho cha tôi thành tâm xin sám hối với chư vị, và chúng tôi đem tất cả những cái công đức tu hành niệm Phật tụng kinh của chúng tôi hồi hướng công đức cho chư vị để mà chư vị hướng được lợi lạc. Mong chư vị buông tha ra để cùng với chúng tôi niệm Phật để trở về Tây Phương. Tôi hứa bắt đầu từ đây cho nên đến về sau tôi không có sát sanh hại vật nữa. Chúng tôi cố gắng là phóng sanh đem tất cả những chư vị hồi hướng công đức cho vị. Đây là lòng thành của chúng tôi. Chư vị làm như vậy rất là tốt. Có thành. Chư vị làm vậy rất là tốt, không có gì gọi là trở ngại cả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin cảm ơn lão cư sĩ Diệu Âm. Và qua cái lời hướng dẫn của cư sĩ Diệu Âm thì chúng con thấy rằng sự mà thành tâm hỗ trợ của gia đình là vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Nam mô A Di Đà Phật. Minh Hoàng tiếp tục cho một câu hỏi cho chư vị tiếp theo. A Di Đà Phật. Dạ, tiếp theo là con xin mời anh Tạ Văn Quý. A Di Đà Phật.
À, chú Tạ Văn Quý đã di là Phật dạ, mời chú. Chào là cư sĩ Kim Ngọc. Con xin kính chào là cư sĩ Minh Đạt. A Di Đà Phật và tất cả các bạn đồng tu. A Di Đà Phật. Xin bác nói lớn một chút bác quý ạ. A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin rằng là kính chào đó. Cư sĩ rằng là Siêu Âm ạ. Cư sĩ Siêu Âm. Con có một câu hỏi là đại gia đình nhà con vừa qua ấy cùng gặp những cái đại nạn, là anh trai của con ấy ra đi. Thực sự là chúng con ấy là bất lực vì cái điều kiện thứ nhất là cũng được cô Trang, chú Minh Trí cũng đến giúp, và gia đình đã nhờ nhà sư, và nhà sư với một chú là chuyên đi tịnh độ và đến khuyên là niệm Phật 6 chữ. Thì bà cũng dặn là hôm trước dặn là với gia đình thì anh con ấy là khi ra đi ấy là sau một tiếng là phải tắm giặt xong được mới được niệm Phật. Hôm sau lại là dặn lại chỉ được 15 phút thôi. Thế thì vợ chồng con cũng ở nơi đó, và bản thân khi anh con ra đi thì các thầy có dặn là người nam giới ra đi chỉ được một người con là nam giới ở lại niệm Phật, và nữ giới không được ở lại niệm Phật và không được quan tài. Thật sự đây là một cái là đáo nước dội vào bản thân con. Chúng con cũng đã thường xuyên chỉ nghe pháp của cư sĩ Triệu Âm, và hàng ngày hàng tuần chúng con vẫn đi chợ niệm. Bản thân là hôm nay đạo tràng chúng con, vợ con và một số người đang đi chợ niệm. Thế vậy bây giờ khi anh con xảy ra những việc như thế, và sau một tiếng thì anh con rằng là bắt buộc phải là bị người nhà lau rửa thay quần áo, 4 tiếng sau đã đưa đi. Bản thân con ấy là chứng kiến cái sự việc, và con cũng niệm Phật và khai thị liên tục, và có hai vợ chồng con với các em con cũng niệm Phật. Sau 4 tiếng chúng con cũng đi, và ngày hôm sau chúng con cũng ra tại nhà quảng, chúng con cũng niệm Phật và liên tục. Từ hôm đó thì được là hàng ngày chúng con là thường xuyên ở nhà để lên khóa lễ phóng sinh niệm Phật, và làm như anh Minh Đạt đã hướng dẫn. Vậy xin rằng là cư sĩ Diệu Âm hãy nói cho con biết là các thầy và các chú cũng đi theo pháp môn tịnh độ mà đến khuyên dính vào ngay gia đình nhà con, mà thật sự là trong giờ phút này chúng con cũng là thấy có những cái khó khăn, và con đi xin rằng là ngài chỉ giáo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trong cái tâm Di Âm luôn luôn nghĩ rằng bác quý là một cái ân nhân của Di Âm, và là ân nhân của rất nhiều ban hộ niệm cũng như chương trình hộ niệm trong nước. Cho nên đầu tiên là Di Âm xin thành tâm cúi đầu tri ân cái công đức của bác quý, mong bác quý phát tâm mạnh hơn để mà giúp cho cái chương trình hộ niệm trong nước được tốt đẹp, cứu người vãng sanh, công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Nghe cái chuyện của bác quý nói thì rõ ràng đây là một cái tin đau lòng. Thực sự do nghe nói cũng đau lòng. Và nếu một người đã tu tịnh độ nghiên cứu kỹ thì chắc chắn các ngài không làm như vậy đâu.
các ngài không làm như vậy đâu. Tại vì tu tịnh độ thì chúng ta phải theo y giáo phụng hành lời tổ tịnh độ dạy, lời trong kinh Phật dạy. Chứ chúng ta không nên tự ý nghĩ sao làm vậy. Người tu tịnh độ muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chư tổ trong tất cả chư tổ tịnh độ không bao giờ mà dạy rằng là phải tắm rửa cái thân xác sau khi tắt hơi một tiếng đồng hồ. Dòng nghiên cứu rất kỹ, không bao giờ có một vị tổ nào khuyên như vậy, không có một cái tài liệu nào mà khuyên như vậy. Như vậy thì có lẽ cái vị thầy này tu tịnh độ mà không chịu nghiên cứu kỹ, cho nên làm ra một điều rất là sơ suất. Và xin thưa với bác quý, đây là chỉ là cá nhân các vị đó nhiều khi sơ suất không nghiên cứu kỹ, chứ không phải tất cả mọi người đều làm như vậy. Và một điểm nữa là xin thưa với các ngài là hộ niệm không có phân biệt nam hay nữ gì cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng là một người nữ không có hộ niệm được. Ở tại Việt Nam hầu hết những ban hộ niệm đều do U Bà Di hướng dẫn rất nhiều. Và cái thành quả của họ đã đưa người vãng sanh rất nhiều. Xin thưa với chị vị, đi vào một cái đạo tràng mình thấy hình như là người nữ tu nhiều gấp 9 lần, người nam chỉ có một lần. Một đạo tràng 100 người hình như mình tìm nhiều lắm là có 10 người nam, còn 90 người nữ là tu đấy. Cho nên cái đời này cái người nữ thành tựu rất nhiều, rất nhiều. Người nữ có tinh tâm rất nhiều. Khi trở về Tây Phương Cực Lạc thì không còn nam còn nữ gì nữa cả. Tại sao người nam tu ít như vậy? Tại vì người nam nghiệp chướng nặng hơn người nữ, chứ không phải người nữ nghiệp chướng nặng hơn người nam đâu. Tại sao? Tại vì nghiệp chướng nặng cho nên cản ngăn con đường niệm Phật, cản ngăn con đường tu hành họ. Thành ra họ không chịu tin Phật Pháp, họ không chịu niệm Phật. Còn người nữ người ta hiền lành chất phát, người ta tin tưởng cho người ta tu nhiều hơn. Người nào tu người đó đắc, còn không tu thì không đắc, trong cái nam nữ gì cả. Mong chư vị hiểu được như vậy thì A-di-đà Phật đã phát thệ bất cứ một chúng sanh nào, ngài không nói là bất cứ một người nam nào, ngài không nói là bất cứ một người nữ nào, bất cứ một chúng sanh nào mà tin tưởng cái lời nguyện của ngài phát tâm niệm Phật trở về Tây Phương thì 10 niệm tất sanh. Rõ ràng chúng ta phải đi cho đúng kinh đúng pháp. Như vậy thì hai vấn đề sai lầm là: một là tắm rửa cái thân xác trong vòng một tiếng hồ là vô cùng kinh hoàng cho cái thân xác đó, làm một việc làm vô cùng sai. Nếu mà những vị nào mà làm như vậy nghiên cứu kỹ lại thì phát tâm sám hối đi. Bây giờ mình ra mình tư dương là hồi giờ tôi làm sai rồi, bây giờ tôi không làm sai nữa, thì tự nhiên những cái việc mà mình làm trong quá khứ nó biến thành là cái phước báo của mình. Tại bây giờ mình đem cái việc phước báo của cái việc làm sai của mình mà nói cho thiên hạ biết thì mình giải cái nghiệp cho chính mình và làm cho chúng sanh không còn mê mờ trong con đường nữa, thì cái có thể giải nạn được. Chứ còn nói rằng là bắt buộc phải làm như vậy, bắt buộc tiếp tục như vậy thì đại họa, đại họa đến với chúng sanh. Mà nhiều cái đại họa cho chính người chủ trương như vậy. Tại vì thực ra là chính do ông này nghiên cứu, và chư tổ không bao giờ có một người nào mà nói rằng là một tiếng hồ phải đem tắm rửa, mà các ngài nói là trong vòng 8 tiếng hồ không được đụng chạm. Tại vì lúc đó người ra đi mà mê mờ thì thần tức cũng chính trong đó, gặp đụng chạm tới vô cùng đau đớn, vô cùng phẫn nộ mà đưa cho họ đi vào chỗ nguy hiểm vô cùng. Cái thứ hai là người nữ không được quyền hộ niệm là hoàn toàn, theo dõi thấy là hoàn toàn không đúng, hoàn toàn không đúng chỉ thì của chư tổ, hoàn toàn không đúng với kinh điển. Cho nên mong cho vị phải đi y kinh mà phụng hành, gọi là y giáo, y kinh bất y nhân, y pháp bất y nhân, thì chúng ta mới thoát nạn. Chứ chúng ta y theo một người nào mà người đó làm sai pháp thì thực ra cũng là chịu nạn. Mong cho vị hiểu cho là chúng ta phải y đúng kinh đúng pháp mà làm, không được y theo cái điều gì khác. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin chân thành cảm thông với gia đình nhà bác Tạ Văn Quý, với đạo tràng của gia đình bác Tạ Văn Quý, và vô cùng là biết ơn cái câu hỏi, những cái lời chia sẻ của bác Tạ Văn Quý. Đây là một những cái kinh nghiệm, đây là một những bài pháp vô cùng là quý báu đối với chúng con. Nhờ cái lời chia sẻ này mà chúng con nhận ra rằng ngày nay chúng con có đi học, có đi tu, nhưng mà chính chúng con vẫn không nhận ra lời dạy của Phật là y pháp bất y nhân. Ngày nay tuy rằng có rất nhiều người đi tu nhưng mà chưa chắc đã hành đúng chánh pháp, cho nên chúng con phải y cứ theo lời Phật, lời tổ, đặc biệt là những lời của các chư vị tổ sư trong Tịnh Độ Tông. Và cũng nhờ cái chia sẻ này mà chúng con nhận ra rằng tại sao những ban hồ niệm đã thành tựu như vậy mà đến khuyên gia đình mà gia đình lại không tin, đã có kết quả cụ thể rồi, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người làm theo cái lời hướng dẫn này đã có thành tựu rồi, mà chính chúng con vẫn còn chao đảo, chính chúng con vẫn chấp hình, chấp tướng mà không tin vào những vị cư sĩ, những vị hộ niệm này, đã dẫn đến tình trạng vô cùng là đau thương này. Nhờ cái sự chia sẻ này, bây giờ là một cái bài học vô cùng là quý giá cho chúng con. Xin cảm ơn lão cư sĩ Diệu Âm, xin cảm ơn bác Tạ Văn Quý, và xin tất cả chúng ta hãy trân quý lấy cái phương pháp hộ niệm này, hãy cùng nhau lan tỏa cái pháp hộ niệm này, hãy cùng nhau chia sẻ những quyển sách để hiểu thấu hành đúng pháp này, những con chip mà những cái hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm này đến cho càng nhiều người càng tốt, có đúng không các chị vị? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin Minh Anh Hoàng, xin Lai Minh Hoàng lại tiếp tục chuyển một câu hỏi đến cho các chư vị đồng tu. A Di Đà Phật. Dạ con xin mời anh Viên ạ. Anh Viên. Dạ mời anh ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin chào cư sĩ Diệu Âm ạ. Và các cô chú đồng tu, con có câu hỏi là lúc mà mình niệm Phật là con nghe nói là có được 10 điều lợi ích lúc còn sống. Vậy là cho con hỏi là 10 điều lợi ích đó là đảm bảo cho mình là ngay từ lúc mình biết niệm Phật cho tới mình lúc mình ra đi luôn, hay là chỉ trong lúc mình niệm Phật thôi, hay là như thế nào ạ? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mình chí thành quyết tâm niệm Phật thì ngay lúc niệm Phật, bắt đầu niệm Phật là mình đã hướng 10 điều thiện lợi liền, không cần gì đến lúc ra đi. Nhưng mà cái điểm ở đây là mình thực sự có niệm Phật hay không, thì cái điều này là điều mà mình cần phải chú ý. Mình niệm Phật mà chí thành, mình niệm Phật mà quyết tâm, mình niệm Phật mà đúng pháp thì lúc nào ngay lập tức chúng ta được liền. Đúng như vậy. Nhưng mà có nhiều người niệm Phật vẫn chưa hướng được cái điều 10 điều thiện lợi đó, là tại vì mình suy ra coi chừng có thể mình sơ xuất chỗ này, sơ xuất chỗ nào. Ví dụ như Phật gọi là niệm Phật, nó có 3 điểm tín nguyện hạnh. Mà niệm Phật mình tin không vững thì
thường thường mình niệm thử, cái niệm thử đó chưa chắc thì mình đã hướng được cái thiện lợi của mười đại, mười cái mười đại thiện lợi đó đâu. Niệm Phật để vãng sanh, mình niệm Phật để cầu danh, cầu lợi, cầu phước, cầu báo gì đó, thì cái phương pháp hiệu niệm này hoàn toàn nó không đúng. Cho nên nếu người nào thực sự gọi là nhất tâm niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật, đi đúng chánh pháp, thì thường thường được hướng cái mười điều thiện lợi liền. Có chư thiên lâm hộ pháp, ẩn thân gia trì liền. Có chư hộ pháp gia trì liền, giúp đỡ liền. Có chư Phật mười phương phóng quang tiếp độ liền. Những đau binh kiếm, những cái tai nạn nhiều khi nó rời ra mình liền, nó rời mình liền. Cái đấy thực sự. Cho nên mong cho vị phải cố gắng nhíp tâm, nhất tâm. Càng nhíp tâm chừng nào thì càng hướng lợi lạc chừng đó. Và cái công đức của mình càng lớn chừng đó, sau cùng mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và chính nhờ cái 10 điều thiện lợi như vậy mà có nhiều người nghiệp chứng vẫn còn nặng nề, nhưng mà nhờ làm chí thành chí kính mà họ được vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đây là một pháp môn vô cùng tuyệt vời. Xin chư vị cố gắng tin tưởng nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ nhờ cư sĩ Diệu Âm chỉ bày, chúng con mới biết rằng là đòi hỏi về chúng ta phải thực hiện được chính xác thì chúng ta mới được sự gia hộ, mới được cái công đức thiện lành này. Còn nếu chúng ta có niệm Phật mà trong tâm, trong việc làm của chúng ta không tương ưng với lời Phật dạy thì chúng ta cũng không được hưởng cái thiện lành này. Nam mô A Di Đà Phật. À, xin anh Minh Hoàng tiếp tục cho một câu hỏi cho chư vị đồng tu. A Di Đà Phật. Dạ con xin mời cô ở E230. Dạ con mời cô. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con kính chào cư sĩ Diệu Âm ạ. Cư sĩ Diệu Âm có nghe thấy không ạ? Nghe. A Di Đà Phật. Nói chẳng con... nghe. Vâng, con kính chào các chư vị đồng tu. Và con cũng có một câu hỏi. Đạo tràng con là cũng được may mắn được nghe được cái Zoom này, thì chúng con cảm thấy là rất là hoan hỷ. Để bước đường con lúc sai lúc trái, để có người hỏi và chia sẻ cho chúng con. Thì chúng con hiện giờ là đang trợ liệm có một ca gia đình nhà ta cùng bệnh nhân vẫn đồng tâm đồng đức cho làm trợ liệm, nhưng được vài hôm thì có những cái chướng ngại, thì trưởng ban chúng con phát ra, tự phát ra là tụng một biến kinh khai thị của thầy thầy Tịnh Không, là ba bài biến kinh sám hối, là một, hai nữa là tụng kinh Địa Tạng để hóa giải. Trong lúc niệm Phật này có đúng hay sai thì con cũng thành tâm tri ân cư sĩ Diệu Âm trả lời cho chúng con, để cho chúng con sau này đi trợ liệm cho người hữu duyên được đúng lý đúng pháp. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi mình đi hộ niệm muốn điều giải oán thần trái chủ, chư vị có thể thành tâm đọc ba cái bài điều giải của Hòa Thượng Tịnh Không rất tốt, không có cái gì trở ngại. Và chư vị phải lúc mà đọc như vậy thì cái trang nghiêm cố gắng đọc thành tâm, và nhờ cái uy đức của Ngài cũng có thể có kết quả. Nhưng mà đây không phải là điều bắt buộc, nếu mà chư vị đọc được thì tốt, không sao cả. Vấn đề tụng kinh Địa Tạng để giải nghiệp cũng tốt, không có cái gì mà gọi là sai. Nhưng mà nếu một người chư vị mà hộ niệm biết, động viên trước, chuẩn bị trước, thành tâm niệm Phật khuyên giải người bệnh, quyết lòng tin tưởng, thì xin thưa với chư vị một câu A Di Đà Phật cũng có thể hóa giải tất cả những ách nạn. Điều quan trọng là chư vị có tin hay không. Nếu mà chư vị quyết lòng tin thì cứ một câu A Di Đà Phật mà đi cho tới cùng thì vẫn giải ách nạn. Chính Diệu Âm này đã lúc nào luôn luôn từ trước này vẫn giữ một câu A Di Đà Phật
mà đi tới cùng. Người nào gặp dâm thì cứ hô hoán làm sao ống ngộ khuyên đến làm sao mà người ra đi đó chí tâm gọi là tín nhạo niệm câu A Di Đà Phật, thì câu A Di Đà Phật nó giải quyết tất cả. Và khi một người quyết lòng tin tưởng niệm một câu A Di Đà Phật thì khi người đó ra đi mà để lại thân tướng tốt đẹp thì cái xác suất mà mình tin tưởng họ được phản sinh rất cao, rất cao. Có những người ví dụ như là nghiệp chướng nặng nề quá mà họ chưa tin tưởng thì chư vị có thể đọc kinh, đọc sám, đọc chú để mà hóa giải cho họ cũng được, tức là hóa giải cái ách nạn về nghiệp chướng của họ. Nhưng mà nếu cái niềm tin của người ra đi cũng như ban hộ niệm cứ hở một chút mà tụng kinh lấy cái mượn kinh, tức là không tin vào câu A Di Đà Phật, thì xin thưa với chư vị, vì không tin câu A Di Đà Phật có thể hóa giải, người ta có thể tin vào cái kinh Địa Tạng đó, người ta vãng, người ta ra đi và lưu lại thân tướng tốt đẹp, thì lưu lại thân tướng tốt đẹp thiên về cái là hưởng phước. Tức là chư vị nhớ là một người ra đi thân tướng tốt đẹp không phải là chắc chắn người ta được vãng sanh. Nếu người này mà tôi tin vững chắc vào câu A Di Đà Phật tiếp nguyện hành đại đủ thì cái xác suất vãng sanh họ rất cao, cũng là một tội tướng như vậy. Nếu một người đó ra đi mà không tin vào câu A Di Đà Phật vay mượn những cái phước báo khác thì họ ra đi họ hướng phước mạnh hơn là đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên một người mà ví dụ như thường thường áp dụng cái kinh Địa Tạng hay chú gì đó, tức là con đường hướng phước họ rất cao. Nếu mà họ thành tâm tin thì họ ra đi vẫn tốt đẹp như thường, nhưng mà cái tốt đẹp đó chưa hẳn gì là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư vị mới nhớ là một người ra đi thân tứ tốt đẹp không hẳn là người ta vãng sanh, mà người ta vãng sanh là người đó phải tin, là tin câu A Di Đà Phật, phải nguyện là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hẳn là phải niệm câu A Di Đà Phật. Nếu người đó bảo đảm được ba cái này mà ta đã đi thân tứ tốt đẹp như vậy thì người đó thực sự có cái xác suất vãng sanh rất cao. Như vậy chư vị rõ ràng chưa nè? Chỉ vì cái niềm tin vào câu A Di Đà Phật không vững cho nên có thể người ta giải được cái ách nạn đó, người ta ra đi thân tứ tốt, nhưng mà họ hướng cái phước, cái hướng phước gì phước không vãng sanh, vẫn còn ở trong cái ba đường lành, mạnh hơn là trở về Tây Phương Cực Lạc. Nếu người đó tin tưởng vững vàng thì một câu A Di Đà Phật san bằng tất cả nghiệp trước. Cho nên chư vị phải động viên tinh thần vững vàng về câu A Di Đà Phật thì tự nhiên vừa giải ách nạn vừa giúp cho họ thuận bừng chú gió đi về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Xin cảm niệm câu hỏi của chị ở trong đạo tràng ở ban hộ niệm. Nhờ cái câu hỏi này mà chúng con ngộ ra rằng chính chúng con đi hộ niệm mà mình không tin vào câu Phật hiệu, cho nên mới phải dùng đến phương pháp khác, đến kinh khác, đến chú khác để tiêu giải nghiệp chướng. Nếu mà ban hộ niệm chúng con mà đã tin tưởng vào câu Phật hiệu, về sức mạnh của câu Phật hiệu là bất khả tư nghị, là chỉ có câu Phật hiệu mới có sức mạnh để đưa một pháp tu về Tây Phương Cực Lạc, vậy thì rõ ràng không có kinh nào, chú nào có sức mạnh bằng câu A Di Đà Phật được. Chỉ có câu A Di Đà Phật mới đưa được người bệnh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có đúng không các chư vị? Dạ. Chúng con xin cảm ơn công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, xin cảm ơn câu hỏi của ban hộ niệm. Và bây giờ trở đi chúng con quyết lòng tin tưởng vào một câu Phật hiệu, quyết lòng đi hộ niệm cũng dùng một câu Phật hiệu, quyết lòng làm theo lời Phật dạy, lời Tổ dạy, không đưa ý mình vào nữa, không cần thêm bớt bất kể một pháp nào. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ bây giờ thì thời gian đã quá rồi, thì chúng con cũng xin kính mong tất cả các chư vị đồng tu, những ai có câu hỏi thì xin các chư vị sẽ để đến thứ hai theo giờ Việt Nam. Còn ở Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu thì Âu Châu, Mỹ Châu và Canada thì sẽ để câu hỏi này vào ngày mai. Và bây giờ chúng con xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm công đức của chư tôn thiện đức tăng ni đã từ bi chứng minh cho cái buổi hôm nay.
và cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Xin đại chúng trong một tràng có tay thật lớn. A Di Đà Phật. Và bây giờ thì chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm sẽ khởi niệm hướng dẫn chúng con cùng đại chúng đồng hồi hướng Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bổn ơn nặng, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ đề, đều phát lòng Bồ đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc, đồng sanh nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Xin chào tất cả chư vị vãng sanh vui vẻ. Chúng con xin kính chào chư tôn thiện đức, kính chào lão cư sĩ Diệu Âm, sư tỷ Kim Ngọc và cùng các cả đạo tràng Úc Châu và các chư vị trên toàn thế giới, bác Tả Vân Quý và tất cả các chư vị. Nam Mô A Di Đà Phật, xin hẹn gặp lại tất cả các chư vị trong buổi Zoom ngày tới. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và xin các chư vị mà có cần sách, cần chip về cái tọa đàm này thì xin thông báo cho chúng con được biết, và cũng xin thông báo đến đạo tràng của bác Quý, bác Tả Văn Quý phát tâm rất là lớn để hỗ trợ cho cái chương trình về pháp hộ niệm này, để lưu truyền pháp hộ niệm này. Thì thực ra là bác Tả Văn Quý là có cái tâm rất là từ bi. Cũng là kính mong tất cả các chư vị nào mà cần thiết thì bác Tả Văn Quý cũng sẵn sàng để giúp đỡ các chư vị để có được cái pháp Phật, những chip này. Và nếu mà nơi nào mà thành lập đạo tràng thì cũng cho bác Tả Văn Quý được biết để bác sẵn sàng để cúng dường giúp đỡ các chư vị thành lập đạo tràng để niệm Phật một đời này, cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng xin thay mặt cho lão cư sĩ Diệu Âm, thay mặt cho tất cả anh em trong ban tổ chức, xin thành tâm cảm niệm công đức của gia đình bác Tả Văn Quý. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin anh Minh Hoàng cho địa chỉ và cái số điện thoại để cho các chư vị làm sao để mà có cái công tác để mà chúng ta nhận đến, liên lạc để nhận được những chip, những thẻ này, những cái quyển sách này. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.